chị một cái máy đọc comment comment. Hello các tình yêu. Anh có mẫu treo rồi không cần về nhé. Không cần bỏ. Anh xin chú màu gì cho anh. Ủa? Giờ này vào mà không thấy ai vậy? Chú như đang đi rồi. Các chị đang xem live của em được không các chị ơi? Chị ơi, chiếu điều hòa loại mét 8 em còn nhá. Mét 6 hình như hết rồi sao? Mét 6 còn 2 cái, còn đâu là còn loại mét 8 thôi chị ơi. Rồi em xả áo lẻ, áo đá lẻ luôn nhá các chị nhá. Rồi xem tốt, ok, chân 4. Tại vì em vào mãi vẫn không thấy có người tăng, không thấy lên người xem, em đang thắc mắc. Nhiều mẫu đẹp cho buổi tối ngày hôm nay lắm các chị ạ. Các chị vào live cho em xin một nút thả tim và chia sẻ live stream cho em với chiêu nhá. Trắng này từ 27 28 29, chị có ghi sai số cho rồi. 60 cân nữa. Áo len hết rồi Thanh Nguyễn ơi, áo len khoác len em xả 200.000 hết rồi. Chị Lê Hiền cho em số điện thoại em kiểm tra đơn nhé chị nhá. Em chào chị Quyên Bùi ạ, chào chị Lương Kim Tuyến. Áo nắng đẹp lắm chị ạ, cảm ơn tình yêu nhá. Nắng ngắn em còn ý là còn có 4-5 cái thôi. Đang ngắn em còn sót 4-5 cái thôi, các nào chốt lên đơn. Để chọn ngày mai chọn xem có size nào vừa thì mình chốt đơn các chị nhá. Quần bò tím lên sau hôm nay về toàn bộ hàng quần bò hàng Quảng Châu siêu đẹp luôn. Các bạn vào like cho em xin một nút thả tim, thả like và chia sẻ bài giúp em với các chị này. Áo đá em lên luôn các chị nhá, xả nhanh áo đá mã này đi. Em ơi, tí nữa kiểm tra luôn size số của chị, những cái mã hàng em mang lên cho chị luôn đi. Rồi, mã đá 815 hôm nay mình còn LXL này. M có á? Thế như còn sót 1-2 cái CM đó. Các chị ơi, áo siêu đẹp luôn. Em tặng các chị 99.000 một cái. Nhanh tay mình chia sẻ bài cho em. Ok, chị 99k cho em ạ. Mã hàng lên đơn cho em là đá gì ạ? Đá 815 mà cộng số điện thoại cho em. Em tặng các chị 100.000 một áo. Phong các chị tầm 40 cân đến 65 cân em chút đơn. 40 cân đến 65 cân em chút đơn hàng ạ. Mã hàng sẽ là đá 815 kèm số điện thoại. Bác nào mình nhanh tay mình có đơn hàng toàn bộ áo đá Quảng Châu xịn xò các bác mình luôn. Ok cho em tặng các chị 100.000 một cái. Các chị lên mã hàng kèm số điện thoại cho là mình chốt đơn các chị nhá. Comment cho em xin mã hàng mà kèm cho số điện thoại cho em mặt đá 815. Em tặng các chị 100.000 một cái. Chị nào nhanh tay mình chia sẻ bài cho em mình có đơn hàng. MLXL3 size ạ. Ok chị ạ, MLXL3 size lên mã đi đơn kèm số điện thoại. Cái đằng trước của em là đá cườm các chị nhá. Đá cườm cho em và toàn bộ hàng cắt laser. Đấy, toàn bộ hàng cắt laser không đường may, đủ size số là MLXL. Lên mã lên đơn kèm số điện thoại. Cái đây còn tầm chục cái thôi. Em tặng các chị nốt 100.000 áo. Ok chị ạ, 100.000 đồng ạ. Mình chọn cho em size vừa.
được chưa ạ? 100.000 đồng một áo, mình chọn cho em size vừa, lên mã lên đơn ạ. Đồ bộ em có rất nhiều luôn chị ơi, hôm nay mới về được thêm mẫu đấy. Thu Hồng Yên Võ ok này, chị Nguyễn Duyên ok, em chốt đơn hàng ạ. 99.000 một áo ạ. Comment chuẩn mã hàng giúp em với. Các chị ơi siêu đẹp luôn, là hàng Quảng Châu ấy chị nhá. Em bảo rồi, giá này em bao giá các chị mình luôn ạ, tại vì giá này em thanh lý. Để chạm giá thanh lý cho các bác luôn ạ. Còn bao nhiêu cái ạ, lẻ mẫu lẻ size em xả luôn. Nhưng mà mã này nói chung là gần như là tương đối đủ size. Đấy, còn có 2-3 cái size màu, còn đâu là còn nguyên size LXL. Mình form vừa cho em dưới 65 cân các chị nhá. Dưới 65 cân em chốt đơn đây em ơi. Rồi mã này 100.000 các chị luôn này. Các chị vào bài cho em xin một nút chia sẻ với các chị yêu nhá. Tí em bên áo, tí em bên quần bò hàng Quảng Châu sau. Hả? Đây mã này còn size gì em? Đây các chị này, mã này còn bao nhiêu chiếc ạ? Trời ơi các chị này, mã này các chị lên cho em là đá gì ạ? Đá 363 các chị nhá. Đá 363 và kèm số điện thoại cho em. Mấy đủ size MLX đúng không em? Rồi ạ, đá 363 cho em ạ. Sơ mi kẻ em có, chị ơi tí em lên sơ mi kẻ sau. Tí em lên sơ mi kẻ sau. Tiếp theo mã này cho em các chị coi là đá 363 và kèm số điện thoại cho em. Mã này nhá, em có đủ size số luôn. Được chưa? Đủ size, đủ số. Lên mã lên đơn và kèm số điện thoại là đá 363. Các chị vào cho em xin một lượt chia sẻ với. Đấy, hôm nay comment mà mình bị ẩn là rất là nhiều siêu phẩm, tím sẽ lên luôn bây giờ đấy ạ. Những cái mã này em xin phép là tặng các chị mình đầu like ạ. Giá đẹp luôn các chị nhá. Nhớ là chị có đúng giá, mình chốt trực tiếp ở trên live stream thôi. Ok chưa? Mình chốt trực tiếp trên live stream mã này cho em ạ. Mã này là đá gì ạ? 363. Ok chưa? Đá 363 kèm số điện thoại. Toàn bộ đá 2 lớp hàng Quảng Châu cho em ạ. 40 cân đến 65 cân em có size vừa. Ok chưa? 40 cân đến 65 cân em có size vừa. Các chị lên mã hàng cộng số điện thoại cho em. À, sơ mi kể tí em lên nhé chị ơi. Từ từ đã, bình tĩnh nhau em với ạ. Đá 363 em tặng các chị luôn 100.000 một cái luôn. Ok chưa? 100.000 một áo. Hàng của em là 175.000. Bây giờ em sale luôn 100.000 một áo. Lên mã hàng cho là đá 363 chị nhá. Đủ size số luôn, dưới 65 cân em chốt. Cứ dưới 65 cân mã này em nhận đơn hàng các chị nhá. Nhanh tay giúp em với, tại vì những cái mã hàng này nó sẽ không có số lượng nhiều đâu. Nó không có số lượng nhiều ấy. Năng ngắn còn ít đi chị ơi. Thế chị nhìn thì em đang live trực tiếp em phát lại chị. Chị Vân Anh Nguyễn có này, Hương Nguyễn Thị chốt đơn hàng ạ. Mã sản phẩm cho em là trực tiếp em phát lại thì vẫn là em live, chứ có đứa nào nó thay em live đâu chị. Mà vẫn đang phát ở cái trang của em. Vẫn là cái em đang, mình em đang like như thế này ạ. Kể cả trực tiếp phát lại vẫn là cái live stream của nhà em luôn. Không có like của ai khác đâu mà phải trực tiếp hay phát lại chị ơi. Mã này cho em là mã gì ạ? Đá 363 chị nhá. Đá 363 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. 100.000 một áo em tặng các chị mình. Tiếp theo đi em ơi. Một mã nữa nhá. Ok chị ạ, một mã nữa cho em ạ. 2 size ML. Còn bao nhiêu cái ạ? Lên luôn mã này cho em. Mã này cho em là đá gì ạ? Đá 650. À không, nó chỉ lẫn 1-2 cái này thôi. Nó là mã khác đấy, nhìn lại chị lại đi. Có 2 mã vào 1 đấy. Giống nhau nhưng khác nhau cái mã hàng thôi. Lên quần đi em ơi ạ, lên quần sóc hay quần bò. À quần sóc hay quần dài. Mã 650 nhá. Giờ đá 650 cho em. Đá 650 mà kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Mã này em có 2 size là size M với size L. 2 size ML các chị lên mã lên đơn mà kèm số điện thoại cho em. Con này mã này em cũng tặng các chị nốt 100.000 một cái. Rồi ôi các chị này, giá siêu đẹp luôn. Vừa đẹp vừa rẻ, toàn bộ hàng Quảng Châu. Lên mã sản phẩm cho là đá 650 các chị nhá. Đá 650 một kèm số điện thoại cho em mình lên đơn. Rồi 363 em con mẫu tiếp theo mã đá 650. Mã này có 2 size ML đâu. Ừ 55 cân, 40 cân đến 55 cân đổ về em chốt. Từ 40 cân đến 55 cân đổ với em chốt đơn hàng. Mã đá 650 kèm số điện thoại ạ. Đá 650 mà kèm số điện thoại cho em ạ. 100.000 cái luôn. Ok chị ạ, vừa đẹp vừa rẻ và chất lượng luôn ạ. Bộ lụa em ít thôi chị ơi. Nắng thơm còn, chị Nhật Hoáng nhưng mà còn có mấy cái tí em lên sau nhá. Đâu thì xem có bao nhiêu cái áo chống nắng nào. Áo chống nắng bây giờ các chị mình chỉ xem có size nào vừa thì mình chốt, chứ còn em không còn hàng đâu nhá. Em không còn hàng thì em thanh lý là hết hàng rồi. Đấy chứ, em đã xả phát là hết hàng luôn đấy. Chứ nó không còn hàng nhiều đâu. Đấy, cơ bản các chị mình xem có size nào của mình vừa thì mình chốt thôi. Đấy chứ, có size nào mình vừa thì mình chốt thôi. Các chị này nắng thơm hàng hay lớp La Loma chuẩn xịn cho em. Đấy, áo em là 6 mã 650 có 2 size ML nhá. Tổng cả nhà cả cửa em còn đúng tầm 10 cái áo chống nắng thôi ạ. Các chị bây giờ cứ hỏi em ơi còn chống nắng không, nhưng mà thế luôn là em đã xả rồi là em không nhập nữa. Đấy, thơm phức luôn.
Các chị ạ, thơm phức luôn ạ, bay nóc luôn các chị ơi, mã này. Các chị nhá, chọn size vừa, không chọn màu. Các chị ơi, nắng ngắn và kèm số điện thoại ạ, 250.000 một cái. Ok chị ạ, cứ 250.000 một cái, các chị mình lên đơn hàng. Đây này, nó còn sót thôi. Đấy chị ạ, nó còn sót là hết hàng đấy ạ, hết hàng cho em. Đấy, đến tầm khoảng 63 cân đổ về thôi, 40 cân đến 63 cân đổ về em chốt đơn. 40 cân đến 63 cân đổ với em chốt đơn hàng. Lên mã lên đơn kèm theo số điện thoại cho em. Chị Hoa Nguyễn đây nói nhiều thế. Cái nào phát lại, cái nào còn thì chốt, cái nào hết hàng thì thôi chị ơi. Khổ quá đi mất thôi. Mã này là mã gì ạ? Nắng ngắn các chị nhá, nắng ngắn cho em đi màu than các chị này. Màu màu này là tông màu đỏ bizan. Màu này là màu xanh xanh Nhật Bản. Được chưa? Màu xanh Nhật Bản cho em. Tông màu này tông màu xanh than các chị nhá, màu xanh than, và đây là tông màu xanh coban. Mình chọn cho em màu mình chọn cho em size vừa nhá. Để chị ạ, được màu nào mình hoan hỉ màu đấy cho em, được màu nào hoan hỉ màu đấy cho em ạ. Cho các chị giá 250.000 hàng hai lớp Laloma hàng thơm. Hai lớp Laloma hàng thơm ạ, lên mã lên đơn và kèm số điện thoại ạ. Tiếp theo em qua mẫu này còn có chục cái nữa các chị ơi. Rẻ hơn buôn rồi các chị ơi, rẻ hơn giá buôn rồi. Để chị ạ, chuẩn mã hàng chưa là nắng ngắn các chị nhá, nắng ngắn cách số điện thoại cho em là mình chốt đơn. Áo em đang mặc là mã 650 chị ơi. Đã 650 cho em. Comment mã hàng và cổng số điện thoại ạ. Tiếp em ơi. Lên áo đá thổ đi. À quần sóc bò hôm nay mới về này. À sóc thô. Sóc thô em có cả đen cả trắng các chị nhá. Sóc hàng Quảng Châu cho em siêu đẹp luôn. Hôm nay hàng về toàn bộ hàng Quảng Châu ạ. Chuẩn bét luôn. Đấy có cả màu đen màu trắng này em này. Đứa ốc đi đâu ấy? Chị đã để giữa nhà đứa ốc đi đâu rồi? Cái quần trắng đâu rồi? Đây. Quần để như nha các bạn. Để đâu ấy? Để mang lại đi xem nào. Trắng đen một kiểu, sao bốc một đen một kiểu, trắng một kiểu đi khắp nơi vậy. Mã trắng là mã trắng gì? Nó có mã riêng gì không? Trắng đen nó cùng một kiểu, nó khác nhau cái màu thôi. Bây giờ kiểm hàng thì phải nhìn chứ. Quần này là quần quần sóc nha các chị nhá, quần sóc mã sóc 223 cho em. Sóc 223 và kèm số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ hàng này hàng Quảng Châu, em có đủ size là 27, 28, 29. Đúng không? 223 này. Rồi ok, đủ size 27, 28, 29, hàng cao cấp cho em, các chị nhìn cho em với. Bỏ cái xuống em ơi. Đừng bốc cả cọc lên cho chị thế này nữa, che hết cả cái người chị rồi. Đây ạ. Các chị lên mã hàng cho em là gì? Áo điệu tím lên chị ơi, áo điệu tím lên sau. Các chị nhìn quần sóc này. Đây màu đen nhá, em có hai màu là quần màu đen màu trắng. Đấy chị ạ, lưu ý cho em hàng này của em là hàng Quảng Châu cao cấp. Chuẩn cho em với ạ. Mã hàng cho em là sóc 223 kèm số điện thoại. Các chị lên đơn nhanh là sẽ có số lượng ít thôi, nó như kiểu cái quần mà hôm qua em lên ý. Là đến hôm nay là các chị hầu như là gần như các chị không được chốt. Tại vì em bị hết hàng. Đấy, tiếp theo mã này các chị nhìn hàng này, em đang có cả màu đen màu trắng. Sóc này chốt đơn các chị từ khoảng là 46 cân các chị nhá, 46 cân đến tầm 58 cân. Em có hai màu là màu đen màu trắng ạ. Các chị lên mã sản phẩm là sóc 223 và kèm theo số điện thoại cho là mình lên đơn. Đây các chị này, thì màu trắng này, đủ size 27, 28, 29. Đấy chị ạ, đủ size 27, 28, 29, quần sóc thô cho em chất siêu đẹp luôn. Đấy chị ạ, cái form màu len nó đẹp các chị nhá. Em tặng các chị trên like của em ngày hôm nay ạ. Mức giá này 200 ạ. 35.000 một quần. Ok chị ạ, 235.000 một quần ạ. Hàng cao cấp cho em, chất nó rất là mềm mà đẹp các chị nhá. Các chị nhìn qua các chị biết luôn. Đấy chị ạ, nhìn qua biết luôn ạ. Xịn xịn ơi là xịn luôn. Mức giá các chị là 235.000 ạ. Các chị lên mã sản phẩm cho em là quần ạ, sóc ạ. Sóc 223 các chị nhá. Sóc 223 và kèm theo số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng. Em ơi xinh ơi là xinh luôn. Cái này nó sẽ pha một chút da cho em. Pha da em có cả màu đen màu trắng. Bác nào thích lấy đen comment đen cho em, và bác nào thích lấy trắng comment trắng cho em nhé. Sóc 223 lên mã hàng cộng số điện thoại là các chị em mình lên đơn. Đấy, giá trên like thì em sẽ là 235.000 đồng. 235.000 một quần cho em ạ. Chị Hằng Bùi rồi ok, chị Hợp Đỗ đặt lại của em rồi. Tại vì là cái hàng này em không có được số lượng nhiều ấy. Tại vì hàng toàn bộ là hàng phải cọc tiền trước mới có hàng. Đấy, các chị nhìn cho em này. Sóc 223 cho em ạ, 235.000 đồng ạ. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho chị một cái áo đá em ơi. Áo đá mã hôm qua ấy, không có mã, một mã hôm qua chưa lên ấy.
33 ấy, đá 33 gì đấy. Hôm nay thời tiết nóng dã man luôn. Q262 là quần gì? Mã này là sóc 223 mà chị. 262 là quần bò chị ơi, tối qua hết rồi. 262. 262 tối qua 370. À, còn hai cái thôi. Ừ. Rồi chị Nguyễn Lan đặt lại hộ em với. Mã này các chị có phải là sóc 223 cho em nhá. Sóc 223 cộng số điện thoại. Đây là chất quần này là quần thô. Được chưa ạ? Chất thô cho em, quần bò xịn các chị nhá. Lên mã hàng một kèm cho số điện thoại cho em là các chị chốt đơn ạ, 272829. Em có 3 size. Size 272829 các chị có phải là sóc 223 và kèm số điện thoại. Em qua các chị thêm một bộ áo đá, các chị biết cái quần sóc trắng cũng đẹp các chị này. Sóc em có cả trắng cả đen các chị nhá. Sóc có cả trắng cả đen, cái form nó đẹp lắm luôn các chị này. Đấy, có nhiều những cái mẫu quần sóc nó rẻ hơn nhưng mà các chị nhìn lên form nó khác hẳn. Để chạy lên form nó không bao giờ được đứng cái ống quần như này luôn. Đấy, tiếp em mix các chị thêm một cái áo đá luôn này. Sóc trắng này các chị rất là dễ mix đồ, nguyên màu trắng màu đen ý. Áo đá này em lên là mã gì ạ? Đá 33 cho em nhá. Đá 33 kèm số điện thoại. Xem bọn chị xem có những cái size gì hôm nay về đấy. MLXL đủ size đúng không? MLXL đủ size áo ý chị không nhá. Áo là mã đá 33 kèm số điện thoại ạ. Đá 33 và kèm cho số điện thoại cho em mình lên đơn. 195.000 một áo. Đấy chứ ạ, đá thổ hàng Quảng Châu á chị nhá. Đá thổ hàng Quảng Châu cho em. Em bán tặng kỷ niệm các chị trên line như em là 195.000 đồng. Các chị lên mã sản phẩm cho em là áo này là mã gì nhỉ? Đá 33 kèm số điện thoại cho em. Ok, các chị cứ lên mã sóc 223 cho em ạ. Em bảo rồi, chỉ có nhà em bán giá các chị giá này thôi. Có chị mua những cái dòng hàng Quảng Châu này bên ngoại trường không bao giờ những cái quần sóc này dưới 300.000 đâu. Ok chị ạ, không bao giờ dưới 300.000. Chất nó đẹp lắm, về các chị nhận hàng bốc hàng kiểm tra chất cho em. Cứ nhận hàng kiểm tra chất lượng cho em nắm thanh toán các chị nhá. Mã sóc là sóc 223 cộng số điện thoại cho em. Áo là đá 33. Áo là mã đá 33. Các chị lên mã hàng cộng số điện thoại cho em là mình chốt đơn ạ. Nhà em không bao ship đâu chị ơi, ship toàn quốc đồng giá là 30.000 một đơn. Tại vì nhà em bán các chị cộng lại không cộng nhiều đâu. Đấy, em bán các chị giá cái gì cũng rẻ, có bán các chị đắt đâu mà lo tiền ship à chị. Mình có mua tất cả các sản phẩm nhà em, phí ship đầu đơn là 30.000 đồng một đơn các chị nhá. Phí ship đầu đơn là 30.000 một đơn. Các chị comment mã hàng một kèm cho số điện thoại cho mình chốt ạ. Tình qua cái mẫu quần này ạ, quần này em chốt thì mua quần gì ạ? Các chị năm nay hàng Quảng Châu lấy về hơi khó luôn. Đấy, mà cước nó nặng, nó cước nó cao nữa. Mình lên mã này cho em là sóc 223 nhá. Áo em mặc là mã đá 33. Đá 33 là 195. Em có sao các chị 40 cân đến 65 cân đổ về. Đấy chứ ạ, 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Sóc em có cả đen cả trắng, các bác cứ làm cho em một đen một trắng cho em. Cứ làm cho em một đen một trắng này. Chất siêu sướng luôn ạ, co giãn này. Nhẹ nhẹ nó chịu nhá, chất này co giãn nhẹ cho em giặt nó không bị bay. Đấy chứ ạ, những cái dòng chất quần này, quần thô mà nó co giãn mạnh các chị giặt nhiều khi là hay bị bay ha, bay quần ấy. Đấy, tiếp mã này cho em là sóc 223 cộng số điện thoại. Áo em mặc là đá 33 chị nhá. Áo em mặc là đá 33. Các chị lên mã lên đơn mà kèm số điện thoại cho là các chị chốt ạ. Chị Hồ Tươi lên số điện thoại. Quần sóc em mặc là 235.000 chị ơi. Chị Trang Nguyễn có ạ. Tăng Trinh Thị lên số điện thoại giúp em với các chị ơi. Nhận hàng các chị mình có bóc hàng kiểm tra không phải hàng Quảng Châu giả là em. Ở chợ không phải hàng Quảng Châu chuẩn xịn như là các chị định giả là em luôn. Lên mã lên đơn kèm số điện thoại. Em mới rút cái này vào trong túi chị. Được chưa các chị, em qua mẫu nhá. Con áo này xinh ơi là xinh luôn, đá này. Cái chạm chất nó sướng nó đẹp. Mã hàng cộng số điện thoại cho là mình chốt đơn. Chị Tăng Thị Trinh có này, Thu Phạm Tiết Thu ạ, Vũ Thực ok em chốt ạ, Thảo Nguyên chốt đơn hàng. Các chị cứ lấy đen cả trắng luôn. Lấy chị một cái mã quần ấy đi, quần dài đi. Hay quần sóc được. Quần sóc chỗ Huyền ấy, đấy. Là cái mã nào ấy? Đây. Tiếp theo một mã quần sóc này cho em này. Cặp này đẹp lắm luôn ấy. Nhưng mà mỗi lần là phải bắt bỏ ra một cái để cắt khuy là hơi bị sót. Cắt khuy là để lại mặt. Đấy, các chị lên mã này trên là sóc này ạ. Sóc 099 các chị nhá. Sóc 099 mà kèm số điện thoại cho em. Các chị nhìn hàng này. Lên các bác toàn hàng đẹp thôi. Các chị nhìn hàng giúp em với ạ. Nhìn này, một con quần này. Nét căng luôn các chị nhá. Ok chị ạ, một con quần nét căng luôn. Lên mã sản phẩm cho em là sóc 099 kèm số điện thoại ạ. Cái mã này em có từ size 26, 27, 28. Mã này em có size 26, 27, 28. Các chị lên đơn hàng cho em. Liệu em có mặc vừa 26 không nhỉ? Chắc là vừa nhỉ? Đấy chị này. Ôi, sóc này yêu dã man luôn. Đấy chị ạ. Sóc này yêu dã man luôn. Lấy chị cái áo crop top đi.
mã quần dài. Đang màu đen rồi. Thế thì mã quần dài cái gì đâu. Nở nở cái gì cái đó. Mặc cái gì ra rồi. Thế chị khác đi. Là 26 thôi. Thôi này bạn đi. Cô cô cô. Đây là cửa chị đắt ở chỗ đây lại nhé. Mình mới đây chị đắt hàng hơn không mất phục tiện. Ra cho nó chẳng. Cái quả chị ta gọi bắt mặt cô. Chất này nó sẽ giãn nhẹ nhá. Ừ, bên này. Chất giãn nhẹ. Cái kéo đâu nhỉ? Chắc khuyên. Kéo đâu? Quần này lên form đẹp lắm luôn ấy. Để này, lên form đẹp lắm. Nhưng chưa cắt queen không hết rồi. Đợi cắt. Có khi chả cắt queen cả. Đây các chị này. Sóc này là mã sóc gì ạ? Sóc 099 nha chị nhá. Size 26, 27, 28. Em mặc vừa 26 này. 26, 27, 28 các chị ơi. Từ khoảng là 46 cân. 46 cân đến tầm khoảng là 58, 60 cân đổ về nhá. 46 đến 60 cân em chốt đơn. Mã hàng cho em là sóc 099 ạ. Kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn nào. Cái này là 2 quy cho em này. Đấy chứ ạ, 2 quy và cặp này dòng kiểu cặp vừa cho em nó không cao hẳn đâu. Đấy chứ ạ, trên rốn, cặp trên rốn cho em ạ, sóc 099. Cộng theo số điện thoại cho em và các chị chốt đơn à. Siêu xinh luôn, toàn bộ hàng Quảng Châu cao cấp các chị nhá. Các chị nhìn cho em từ tem mác túi của nó luôn ạ, nhận hàng mình kiểm tra chất cho em, chất nó rất là mềm. Đó, sóc 099 và kèm theo số điện thoại cho em mình lên đơn. Mã này cho em là 200 ạ. 200 ạ, 80.000 một quần. Ok chưa ạ? Tiền nào của đấy các chị ơi, chất nó đẹp lắm luôn ấy. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại cho em là các chị chốt đơn hàng các chị ơi nhá. Hàng này 208 các chị này. Comment đúng mã cho em với là sóc 099 ạ. Sóc 099 280.000 quần bò giấy tí em lên sau. Có quần bò dài màu sáng em có chị ơi, tí em lên sau chị Hằng Nguyễn ơi. Rất là nhiều tại vì hôm nay em bảo là em chỉ về ạ. Đa số là quần bò dài và quần bò sóc, có cả quần lỡ hàng giấy nữa các chị nhá. Lỡ giấy này, các kiểu luôn và toàn bộ 100% là hàng Quảng Châu. Được chưa? Hôm nay em sẽ không về hàng Việt Nam xuất khẩu. Đấy, hàng này em đặt từ gọi là từ bắt đầu là đầu hè rồi mà bây giờ mới về được hàng các chị ơi. Mã hàng lên đơn cho em ạ là gì ạ? Sóc 099 các chị yêu nhá. Đủ size là 26, 27, 28. Đủ size 26, 27, 28 các chị lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại cho là các chị chốt đơn hàng. Mã này là 280.000 ạ, 280. Đấy, chất nó giãn nhẹ các chị ơi, mặc có rất là sướng luôn. Sóc trắng là mã sóc 223. Sóc trắng là mã sóc 223. Chị Nguyễn Phương có này, chị Phạm Vân ok. Mã hàng là sóc 099. Lên mã hàng và kèm số điện thoại cho là các chị chốt đơn nhá. Xinh ơi là xinh, lấy chị một mã quần dài đi em ơi. Này, hơi giãn nhẹ cho em. Đấy chạm, chất hơi giãn nhẹ cho em. Comment cho em ạ, xin mã hàng và kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn nhá. Nhiều mã xinh lắm luôn ấy. 92, 98, nhiều mã lắm. Mã này có ít lắm em ạ. Size 26, 27, 28. Mã 2, 98 này. Còn mã này là mã sóc 099 các chị nhá. Comment đúng mã hậu em với. Các chị không nhanh là hết. Tại vì là mã này em không có về được nhiều đâu. Mã này không có về được nhiều. Chị Hồng Trần ok. Chị Đông Hà comment hậu em là sóc 23 là sóc trắng nhá chị nhá. À, bò giấy dài á. Nhìn được chị xem mấy bộ giấy dài đi. Đây này. Cái mã này có ít lẻ size. Nó lẻ size. Chị này. Đẹp lắm luôn, nhìn qua từ cái túi. À, thớt cường lực em còn chị ơi. Thớt cường lực còn. Xem mã nào với chồng nào cao cao ấy. Em lên quần bò luôn nhá. Quần bò hàng cao cấp luôn. Các chị nhìn này. Xịn đét luôn ạ. Các chị nhìn từ tem túi của nó luôn. Các chị nhìn từ tem túi của nó luôn ạ. Các chị comment chuẩn mã hàng kèm số điện thoại. Chị Đông Hà rồi ok. Chị Thu Nguyễn lên số điện thoại chị ơi. À, phông trắng không em, quần bò dài. Phông trắng có, quần bò dài có. Váy bò từ từ đã chị ơi, bình tĩnh cho em. Bình tĩnh. Tại vì hôm nay rất là nhiều mã mới. Hôm nay rất nhiều mã mới. Các chị comment mã này cho em này. Ôi các chị này. Quần bò chị nào thích quần bò ống ạ. Ống loe các chị lên mã này cho em. Thích quần ống loe các chị lên mã này cho em ạ. Mã hàng cho em là Q258. Đấy chứ ạ, Q258 cộng số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng. Đấy, nhìn độ chị xem ạ, size số như nào em ơi.
vừa. Con bé. Hồi con to. Đây cái này là ống. Cái này phải đi giày cao gót lên. Mã này là các chị phải đi giày cao gót lên. Quần ống loe, bác nào thích quần ống loe thì vào chốt mã này luôn nhé, hàng Quảng Châu. Mã 9258 đúng không? Cái quần này là quần ống loe cho em này. Cái trạng sóc 258 kèm túi ngoại. Con này đeo, con này mặc lên thì gọi là chân dài tới nách luôn. Hách dáng dã man luôn các chị này. Nhưng mã này có em có đúng 15 quần thôi. Chỉ về được đúng 15 quần các chị nhá. Cho chị nào nhanh nhất cho em ạ, size 26, 27, 28. Mã này em chút đơn các chị từ khoảng là 47 cân. 47 cân đổ lên đến tầm khoảng là 58, 60 cân đổ về em chút đơn. Ok chưa ạ, 47 cân đến tầm 56, 57, 58 cân. Dưới 60 cân thôi nhá, tùy chiều cao. Đấy chưa ạ, chất hàng, chất này nó sẽ giãn các chị này. Và quần này là quần bò giấy các chị yêu nhá. Bò giấy cho em hàng Quảng Châu cao cấp ạ. Mã hàng cho em là Q258 ạ, cộng số điện thoại. Mã này là 370.000 một quần. Ok chưa ạ? Hả? Quá rẻ luôn. 370 các chị mua ngoài hơn 600 quần này. Các chị mua ngoài hơn 600 quần này cho em. Mã hàng cho em là Q258 cộng theo số điện thoại trên là các chị chốt đơn à. Xinh ơi là xinh luôn. Hả? Có chỗ hàng hơn 1 triệu quần này luôn. Đấy, quần ống loe chị nhá. Chị nào thích quần ống loe các chị lên đơn. Mã hàng là Q258 cộng theo số điện thoại trên là mình chốt đơn ạ. Quần bò bét ghi em có chị ơi. Áo đang mặc em có, bán áo mặc là 115.000. Là mã hàng A1. Áo em mặc là mã A1. Còn quần là mã Q258 cho em. Q258 các chị lên đơn ạ. Quần là 370 chị nhá. 370.000 đồng. Chất quần là rất là mát luôn. Đấy chị ạ, mặc nhẹ tênh luôn các chị ơi. Mặc nhẹ tênh luôn. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho là các chị chốt đơn hàng. Hách dáng cực kỳ luôn ý. Như mã này các chị nào phải cao tầm 1m 1m58 trên 1m58. Nếu mà không thì các chị, nếu mà 1m55 các chị phải đi giày cao gót lên đấy. Nói chung là những cái quần này các chị phải đi giày cao gót lên nó mới đẹp. Ok chưa ạ? Tôn dáng các chị này. Đấy chưa ạ? Nhìn trông rất là cao luôn các chị yêu nha. Hách dáng cực kỳ luôn ạ. Q258 lên số điện thoại. Em có đúng 15 quần ạ. Cho 15 chị nhanh nhất cho em chọn size vừa các chị yêu nhá. Quần sóc loại đẹp. Hôm nay về toàn quần sóc loại đẹp thôi chị Thúy Hằng ơi. Đấy chưa ạ? Chị Tiến Vũ có này, chị Phạm Liên có đơn hàng ạ. Em không đọc tên nữa chị nhá, tại vì comment nó ẩn và nó trôi rất là nhanh luôn. Comment ẩn và trôi nhanh các chị này. Các chị nhìn cho em hàng quần này. Đấy chị ạ, nó sẽ có một cái túi sách như này đi. Túi sách của hãng đi kèm luôn. Mã hàng lên đơn cộng theo số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng các chị nhá. Đây là túi dù này. Ok chưa ạ? Đẹp ơi là đẹp luôn, mã Q258 ạ. Kèm theo số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn. Nào qua mẫu em ơi. Các chị một mã nữa đi. Đây quần đen đây. Bác nào thích quần đen lên mã này cho em. Một kiểu màu đen đen khói. Q072 262728. Mã Q072 cho em. Rồi Q072 cộng số điện thoại. Mã Q258 em nhanh qua mẫu luôn nhé. Tại vì nó có ít thôi. Q258 có ít em qua mẫu này. Tiếp theo các chị một cái mã quần bò đen. Đấy chưa ạ? Một mã quần bò đen size 262728. 262728, quần này là một quần bò becky cho em. Thế chứ ạ, quần bò đen khói của dáng becky cho em. Các chị lên mã sản phẩm cộng theo số điện thoại trên là các chị chốt đơn hàng. Đấy, các bác thích mặc cái dòng này, mặc mát lắm mùa hè. Các chị mặc nó không bị nóng, bị bí mồ hôi một tí nào luôn. Mùa hè không mặc, không nóng, không bí mồ hôi một chút nào luôn ấy. Chất siêu đẹp luôn. Mã hàng cho em là Q072. Q072 kèm số điện thoại ạ. Đây, em mặc lên các bác xem ạ. Quần này là quần kiểu dáng bét ghi các chị nha. Đúng như này à? Hơn triệu cái. Ở đâu? Lên mã này cho em. Mã này là quần bò mép ghi. Quần mép ghi này. Đây là em săn gấu lên các chị nhá. Đây là em đang săn gấu lên. Mã này các chị coi là mã Q072 đúng không?
Q072 kèm theo số điện thoại xem các chị chốt đơn hàng. Mã này là có size 26, 27, 28. Em đang mặc size 26 các chị yêu nhá. Nhưng mà các chị vẫn thoải mái, các chị tầm khoảng là 46 cân, 46 cân đến dưới 60 cân đổ về em chốt đơn. 46 cân đến dưới 60 cân ạ. Mã hàng kia là mã Q027 cộng số 72. À 072. Q072 và kèm theo số điện thoại cho các chị chốt đơn. Quần bò giấy màu khói chị này. Tầm 60 cân đổ về em lên đơn hàng. Mã này trên là 320.000 một quần. Ok chưa ạ? 320.000, đằng trước có làm cạp nhưng đằng sau nó sẽ là chu như này, mặc nó rất là thoải mái luôn. Các chị mặc nó thoải mái, các chị comment chuẩn mã hàng trên là Q072. Ách số điện thoại cho em. 320.000 đồng một quần. Và chị lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại trên là các chị chốt đơn hàng. Xinh ơi là xinh luôn. Đấy chưa ạ? Siêu đẹp luôn các chị nhìn chất này. Nói chung là các chị cứ nhận hàng kiểm tra chất cho em, bỏ giấy hàng Quảng Châu các chị mặc rất là mát. Đấy, không nóng, không bị bí luôn. Dáng bét ghi cho em. Mã hàng cộng số điện thoại cho nên là các chị chốt đơn mã Q072 chị nhá. Ba dáng này là 320. Dáng này của nó là kiểu dáng chín tóc chị ơi. Kiểu dạng chín tóc cho em. Đấy. Để bét ghi mình mặc ngắn ngắn thôi, mình không nên mặc nó dài quá. Dài quá mặc nó sẽ bị xấu. Đấy, mã này các chị coi là Q072. Comment mã sản phẩm cộng theo số điện thoại cho nên là các chị chốt đơn. Hà Chu này, Thủy Lê Thị, ok có đơn hàng. Đây các bác nhìn cho em này. Đằng trước cạp các chị nhá, mặc đi làm đi chơi thoải mái. Hàng Quảng Châu cho em chất bò giấy nó mềm lắm các chị ạ. Chất bò giấy mềm, comment đúng mã hàng mà kèm theo số điện thoại cho em. Chị Dương Thị Yên có này. Bò xương à, lên chị một mã nữa em ơi. Rồi hôm nay nhiều quần bò, không biết lên mã nào trước. Nó có về gần 20 mã quần bò không? Đâu cái quần dây nơ đi đây nào. Dây nơ này có nhưng mà 6806 này. 6806 là có số lượng nhưng mà đa số là có size to. Và size nhỏ nhất, size to nhất thì có. Ok chưa ạ, đây là chị này. Mã hàng chắc là mã này là mã Q072 chị nhá. Q072 kèm theo số điện thoại cho em. Là các chị mình lên đơn thành công. Subi Na Luyến ok này. Phạm Mai Khanh em chào chị nhá. Q072 là giá là 320, rẻ quá các chị này. Còn nếu mà các chị mua hàng quần bò Quảng Châu ạ, không bao giờ có dưới khoảng là 400-500 nghìn một cái đâu. Nhưng mã này em sẽ chạy số lượng các chị luôn. Nhưng mà mỗi mã nó có một tí thôi, nó không có về bù đâu ạ, hết là hết luôn các chị nhá. Tiếp theo mã này cho em này. Ok chưa ạ? Mã này cho em là mã Q806. Đúng mã cho em, bởi các chị nghe hộ em đúng cái mã hàng là mình chốt đơn nhá. Mã này là mã Q806 kèm số điện thoại ạ. Em ơi đã đời luôn. Được chưa ạ? Một con quần bò giấy này các chị này, dáng suông cho em. Được chưa ạ? Kiểu dáng suông cho em ạ. Các chị comment đúng mã hàng mà kèm số điện thoại trên là các chị chốt. Xinh ơi là xinh luôn, size bao nhiêu ạ? 27 này, 28 30, à quên 31, 32. 27, 28, 31, 32. Size 27 hiện tại em đang có 9 con, 28 có 1 con, 31 có 3 con, 32 có 8 con. Đấy bây giờ em sẽ mặc thử các chị xem cái mã này là size 27 trước nhé chị nhá. Còn dáng suông, ống suông cho em. Bò nó mềm mềm mịn luôn ý. Các chị mặc cái quần bò một cảm giác nó không như là mặc quần bò. Huyền dở cho chị xem cái size 32 xem có to lắm không. Đây. Trời ơi cái này là fan cái bác nào mặc quần ống suông đây. Hả? Trông xịn vãi. Đây các chị này. Thế là fan cho chị nào mặc quần ống suông các chị yêu nhá. Lên mã lên đơn cho em là cái 65 cân. Size 32 tầm 65-66 cân. 47 cân đến tầm 47 cân đến tầm khoảng là 65-66 cân đổ về. Là em có size vừa. Đấy chứ ạ, Q806 cộng theo số điện thoại chịu nhá. Q806 này 47 cân đổ lên các chị yêu nhá. Từ 47 cân đến tầm khoảng là 65-66 cân là em có size. Nhưng đa số là còn size nhỏ nhất và size to nhất. Còn size giữa là gần như hết. Size giữa là chỉ còn 1 cái với 3 cái thôi. Q806 sẽ là gì ạ? 285.000 một quần cho em. Ok chưa ạ? 285.000. Quần này đẹp lắm, em cảm ơn chị mình. Nhưng mà chắc chắn các chị mua giá ngoài không bao giờ có giá này luôn. Em đảm bảo các chị ạ, 1.000 phần 1.000. Nếu các chị mua quần này bên ngoại trường không có giá đầu 2 đâu các chị ạ. Để chậm các chị toàn mua 400-500 nghìn cái làm ít nhất luôn. Đấy, mã hàng chưa là Q gì ạ, 806 chị nhá. 285.000 em tặng các chị mình ngày hôm nay. Tại vì nó là kiểu lẻ size ấy. Lẻ mẫu lẻ size, giá sale luôn. Mặc mát lạnh luôn các chị ạ. Chất nó sướng, mặc quần này gọi là đã đời. Đấy, hách giá cực kỳ luôn các chị nhá. Siêu hết dáng luôn những cái con quần như này. Mã hàng trên là mã Q806.
số lượng ít các chị mình lên đơn nhanh. Quần này đẹp lắm, chị đã mua chưa? Đấy, chị nào đã mua rồi các chị chỉ có nghiện thôi. Q806 em thôi nhá, em không nhận đơn nữa tại vì là có ít thôi. 27, size 27 em có đúng 9 con này. Đấy chứ ạ, 28 có 1 con này. 31, size 31 em có 3 con và size 32 em có 8 con. Tổng cộng là có 21 quần thôi. Đấy, Q262 như còn đấy chị Nguyễn Nguyệt ơi. Mã này chính là mã Q806 nhá. Không có size 30, có size 31 thôi. Chị Minh Nguyễn ơi. Có size 31 và size 32 thôi, không có size 30, size 29, 30 hết hàng. Không có hàng mà nhập luôn. Đấy chứ ạ, nếu mà để mà hàng bò linh tinh gọi là hàng kiểu gia công thì rất là nhiều. Đấy chứ ạ, bò hàng xưởng rất nhiều luôn, nhưng để mà tìm được sắp như các chị những cái mã hàng Quảng Châu mà giá này các chị ơi ạ, số lượng sẽ có hạn thôi các chị yêu nhá. Số lượng có hạn ạ, Q806 cho em ạ. Mã này trên là 285, nhanh tay mình có đơn hàng, chậm tay là hết. Thực sự luôn em phải nói thẳng thắn luôn, chậm tay mã này là mình hết hàng, em không có hàng mà bán nữa. Đấy, mình được săn mã này ạ, các chị mình chốt nhanh. Bò mặc gọi là mềm mát, như kiểu là mặc quần vải ấy. Đấy, như kiểu mặc quần, kiểu quần lanh ấy. Đấy, chất nó như thế nó mới đã đời luôn. Qua mẫu nào em ơi. À đấy, cái mã mà hôm qua ấy. Hôm qua nó về được mấy con nữa đây. Sáng nay khách hàng tranh nhau, em không còn cái nào sai của em mặc luôn. Đây này, hôm nay cái mã này em về được cả size 27, 28 luôn này. Mã gì ạ? Mã Q823 này các chị này. Q823 em về thêm nhá các chị nhá, không phải là hôm nay là các chị chốt mà nhân viên ăn đó hết đâu, mà thực sự là em biết hết hàng ấy. Vừa mới tối hôm nay mới về thêm được mã quần này. Đấy, hôm qua nó về ít, hôm nay còn tí nữa thôi ấy. Mã Q823 các chị lên đơn hàng. Cộng số điện thoại cho em các chị chốt đơn. Ok chị ạ, mã là mã Q823 cho em. Bỏ giấy hàng cao cấp này các chị này. Size gì ạ? 27, 28. Ok chị ạ, size 27, 28. Em thử mặc lên các chị luôn này. Mặc cái này thì vẫn được. Nó hơi rộng một tí thôi. Cái này chốt được các chị tầm khoảng 52 cân đổ lên nhá. 52 cân đến tầm 60 cân là em có size vừa. 52 cân đến 60 cân, còn size 26 em hết. Đây là còn size 27, 28 thôi. Còn size 27 và size 28. Các chị coi là Q823 kèm số điện thoại 285.000. Các chị mình chốt đơn mã này cho em. Ok chị ạ, 285.000 một quần. Các chị comment là mã Q823 và kèm số điện thoại ạ. Cái này có size 28, 29 này. À 27, 28. Cái này có size 27, 28 các chị nhá. Cái này có đúng tầm khoảng là 823 đúng không? Đúng không? Q823. Đúng rồi. Chị ghi nhầm cái mã đây này. Q823 cộng số điện thoại. Mã này là 285.000. Ok chị ạ, 285.000 đồng. Các chị lên mã sản phẩm cộng cho số điện thoại cho mình chốt. Săn các bác toàn thương phẩm thôi. Em thề luôn ạ, giá này ngoại trường không bán cho các chị giá này đâu. Được chưa ạ, chỉ có em Loan làm được giá này các chị thôi. Tại vì em bán cho các chị là giá số lượng. Được chưa ạ, Q823 lên luôn cho em. 45 cân không vừa đâu chị ơi. 45 cân thì mình không nhận mã này nhá. Chị Minh Nguyễn này, chị Lan Nguyễn có này. Chị Hằng Phạm Thị có đơn hàng ạ. Em có tổng là có 7 quần mã này. Muốn nhập hàng thêm không có. Các chị thấy không ạ? Gọi là về tranh nhau ạ, tranh nhau hàng. Đấy, Q823 các chị lên đơn nhá. Vét tất tần tật mới có tầm có đúng 7 cái các chị thôi. Là em bù hàng khách hàng ấy. À, bò giấy dáng bét đi em có chị Phạm Thư ơi, chị Hồng Ngô ok có size vừa 52 cân nhá. Lên mã sản phẩm cộng theo số điện thoại cho nên các chị chốt đơn, khách dáng lắm các chị ạ. Đấy chứ ạ, mình đi cái giày cao lên cho em này. Trông chân dài mịn man. Đấy, như là chị nào mà cỡ thấp thấp thì các chị mặc cái quần này các chị đi giày cao gót lên cho em. Siêu xinh tiếp theo nào. Nên tiếp mẫu nữa các chị nhá, tiếp mẫu nữa cho em này. Cứ gọi là đỉnh cao của chất lượng như này. Đấy chứ ạ, cho em xin ạ, một nút thả tim. Cho em xin nút thả tim ạ, để em biết là mọi người vẫn đang gọi là đang xem like của em. Thì các chị cứ im im này là em đâu không đọc được comment luôn ấy. Tiếp này nha các chị ơi. Ôi sao một re đẹp thế này ạ, các chị nhìn này. Sang xịn mịn luôn, để chặn từ cái túi của nó nhá, chất từ cái túi trở đi luôn. Mã này là mã gì đây? Mã gì đây là mã gì đây? Mã 1352. Size 26, 27, 28, tổng 15 quần. Size 26, 27, 28. Con này là quần lỡ cơ. Con này quần lỡ. Không phải dài nhá. Để chặn con này là quần lỡ cho em.
Mã này các chị lên là quần quần lỡ mã gì ạ? Mã Q352 chị nhá, Q352 và kèm theo số điện thoại ạ. Trời ơi cái con ném kết quá chị ơi. Để mà con. Ôi chị phải giấu lại con trong sáng nay chắc bị mất của con rồi, sáng nay không về đâu. Hết là hết luôn đây này. Được chưa? 285.000. Này chứ qua đồ gối tí đẹp. Đây, cái quần này là quần ngố. Mặc con cái này đây thì nó vẫn được bán cho nên nó. 6 phong cũng vừa. Trông đây con này thì các chị đi giày thể thao để chạy, con này các chị đi giày thể thao cho em. Trời ơi nó cứ gọn đẹp nhất mét luôn. Con này là cạp 2 nhé chị nhá, cạp 2 cho em 2 quy. Áo V2 là mã nào nhỉ? Đây các chị ơi, mã quần này là quần lỡ để chạy, quần lỡ, quần bò lỡ cho em, quần bò giấy lỡ các chị yêu nhá. Lên mã sản phẩm cho em là Q352. Đâu rồi nhờ, cái bút đâu rồi? Em thì vừa bán đi vừa sân giá tại vì hàng nó mới về, vừa cập bến xong. Size 26, 27, 28. Có đúng 15 cái. Em tặng các chị giá gì ạ? 299.000 đồng một cuốn. Ok chị ạ, 299.000 đồng xem ạ. Mã Q352 kèm theo số điện thoại các chị đâu nhá. Có là size 26, 27, 28. Chốt đơn các chị tầm khoảng là 47 cân đến là 60 cân đổ với em chốt đơn. 47 cân đến 60 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Cạp 2 khuy này các chị ạ. Các chị mặc lên các chị nhìn eo rất là nhỏ luôn. Đấy chạy kem bụng cực tốt luôn các chị ơi nhá. Lên mã sản phẩm là Q352 ạ. 299.000 đồng một quần cho em. Có 15 cái em tặng cho 15 chị giá này. Đấy chạy ạ, 15 chị được chốt giá này cho em ạ. 299.000 đồng mã Q352 cho em. Chị Nguyễn Mận ơi, chị comment nhầm giá rồi đấy, sai để 65 cân không vừa đâu. Cái mã Q823 nhé, em đang bán là 285 nhé, 285.000 nhưng không phải là 280.000 chị nhá. Đấy, em được lãi cái chị có lẻ chỗ đấy thôi, cái lẻ chỗ đấy thôi. Ok chưa ạ, các chị nhìn hàng này. Quần này là quần của quần lỡ, được chưa, quần ngố cho em. Nó sẽ xẻ cho các chị như này, hơi xẻ một chút cho em ạ. Mặc đi với giày thể thao rất là đẹp luôn. Và các chị đi với giày cáo gót cũng xinh. Lên mã lên đơn cổng số điện thoại, mặc nó nhẹ tênh tênh luôn ý. Ok chị ạ, mặc nhẹ tay luôn các chị này. Lên mã lên đơn chị là Q352 kèm số điện thoại cho em. Tiếp chị xem mã quần dài em ơi. Xem quần dài đi. Mã này là quần dài hay ngắn đấy? Cho chị một cái nhé. Rồi ok chị. À, chị Nguyễn Lợi này, Lưu Hiền ok này, chị Thảo Vi có đơn hàng ạ. Các chị tinh mắt nhìn qua phát biết luôn. Những cái dòng các chị đang mua ngoài 5-600.000 một cái, 5-600.000 một cái. Không nói sai luôn. Các chị nhìn nàng này. Siêu đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn. Mã Q352 chị nhá, 299.000 đồng một quần. Để chị ạ, hàng cao cấp cho em. Ôi thi thoảng mới vượt được cái mã hàng này thôi, chứ không phải lúc nào cũng vượt được đâu các bác ạ. Q713 là cái mã nào đấy? Hả? Nhà mình làm gì đã lên mã Q nào? Q713 áo chị đang mặc phi size dưới 60 cân em ơi. Chị Sumi ok chốt Q352 này. Tiếp theo cho em ạ. Xinh quá mặc cũng muốn cởi ra thì mặc cũng rất là dễ chịu luôn. Được chưa? Mặc có rất là dễ chịu luôn các chị này. Đấy, mặc đi chơi gì du lịch này. Các chị mặc cho em những cái kiểu quần này cho các chị đi giày thể thao ấy. Các chị đi giày cao cũng được, giày cao thể thao tùy các chị. Tùy các chị luôn. Ôi nhìn. Chuẩn chị ơi là chị luôn. Mã VIP cho các chị nhá. Săn các chị toàn bộ hàng ạ, à, cao cấp cho các chị mà giá gọi là giá mềm luôn. Mã Q352 em qua mẫu luôn ạ. À. Bác nào chốt đơn lên đơn cho em ạ, cộng số điện thoại. Áo V2 là mã nào đấy? Rồi em qua mẫu nhá, Trần Hồng hoa bồ đề có này, chân váy bò để em xem đã thì ôi, bị em chưa kiểm, vừa bán vừa phải kiểm hàng luôn đây này. Tiếp theo mã này là bò khói cho em. Đây chạm bò khói này. Mã gì? Đây. Các chị nhìn cho em một con quần nhé, cái này có dây lưng dù. Được chưa? Có một cái dây lưng dù đi kèm luôn. Mã hàng 095, Q095. Q095 kèm số điện thoại 26 27 28. Từ size 26 đến size 28 cho em. 3 size. 3 size ạ. Lên mã hàng cho em là thôi lên ít quần thôi.
tía lên áo sau, hàn tía lên áo luôn. Các chị nhìn hàng này, đấy chứ ạ, quần này kiểu dáng baggy cho em các chị nhá, kiểu dáng baggy, lên mã lên đơn, cổng số điện thoại, quần này nó sẽ cắt quy sẵn luôn ấy. Cái mặc áo chị đang mặc là A1 luôn. Thế các chị này, quần này là quần bò khói. Em có size 26, 27, 28. Dưới 60 cân em chốt đơn hàng các chị nhé. Dưới 60 cân. Các bác comment mã sản phẩm cộng cho số điện thoại trên là các chị mình chốt ạ. Quần này là có dây lưng đi kèm, dây lưng vả, à dây lưng dù các chị nhé. Dây lưng dù đi kèm ạ, xịn luôn. Chất bò nó mềm. Đấy, mặc quần quần này mùa hè các chị mặc nó sướng này. Đấy chứ ạ, mặc quần này mùa hè các chị mặc nó mới sướng luôn. Lên mã sản phẩm trên là mã Q gì ạ? Q095 chị ơi. Q095 cho em. Con quần này là 330 các chị nhá. Quần này là 330. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn hàng. 330.000 đồng một quần các bác nhá. Mã này là 330. Comment đúng mã hàng và kèm theo số điện thoại trên là các chị chốt ạ. Không? 60 cân đằng sau là có chun mà. Đằng sau có chun, đằng trước là cạp, đằng sau là chun các chị nhá. Đằng trước là cạp cho em và đằng sau là chun. Như nào nhỉ? Đây à. Đây. Đằng trước là cạp và đằng sau là chun. Các chị lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại cho em và các chị chốt đơn. Quần này là 330. Dưới 60 cân các chị không nhắc, 45 đến 60 cân em chốt đơn. Từ 45 cân đến 60 cân là các chị mình nhận đơn mã này cho em. Em bảo rồi ạ, toàn bộ hàng đẹp và giá gọi là siêu rẻ luôn. Đấy, quần này các chị mua shop ạ, ra shop mua không bao giờ có dưới 500 nghìn một quần đâu các chị nhá. Không bao giờ ra 500 nghìn một quần luôn. Các chị comment mã sản phẩm cho em là Q gì ạ? Q mã là nhiêu đây? Q095 26 27 28 3 size. Q095 mà cộng số điện thoại trên là các chị chốt đơn. Mã này là 330.000 các tình yêu. Quần này là quần bò khói cho em. Đấy là Q095 ạ, lên đơn hàng. Cách số điện thoại trên là mình chốt đơn ạ. Cho em xin nút chia sẻ với các bác ơi. Bùi Thị Phương, Hà Tu Hoa, Bất Tử Hương, Vũ, ok chốt đơn hàng ạ. Rồi em không nhìn thấy comment ở máy chủ luôn, chị Hiền Đặng có đơn. Đấy, mã này là 330 các chị nhá. 330 hàng VIP các chị này. 330.000 đồng hàng VIP cho em. Lên mã lên đơn cộng theo số điện thoại cho em các chị chốt đơn. Đằng sau là có chun các chị nhá. Đằng trước là cạp, đằng sau là chun, các chị mặc nó không hề cảm giác mình là đang mặc quần bò luôn, em thề. Tại vì những cái quần bò mà hàng rẻ ấy, các chị mặc nó hay kiểu nó nóng này, thứ nhất là nóng này, thứ hai là các chị sẽ mặc nó sẽ bị bay bị xù, và thứ ba là những cái đường gân quần các chị này nó sẽ bị hằn lên. Nhưng quần này các chị mặc nó rất là dễ chịu, được chưa? Độ co giãn cho em ạ, siêu gọi là siêu sướng luôn. Lên mã lên đơn cho em là Q095 kèm số điện thoại cho em là các chị chốt đơn. Đấy chứ ạ, 330.000 quần này. Đó, 330.000 các chị lên mã cho em. Áo em mặc là mã A1 nhá. Áo em mặc là mã A1, 115.000 một áo. Em có đủ màu luôn. Hôm nay về bù đủ màu các chị này. A1 các chị chọn cho em tông màu xanh nhá các chị nhá. A1 cho em ạ, tông màu đen. A1 cho em ạ, tông màu nâu. A1 cho em ạ, tông màu vàng. Và gì ạ, A1 cho em tông màu đỏ. Mình chọn màu cho em ạ, form các chị 40 cân đến 60 cân. Đấy, áo cái này dáng crop top cho em, áo cổ bẻ. Cổ bẻ crop top, các chị comment mã hàng cho em là A1 cộng theo số điện thoại cho em là các chị chốt đơn ạ. 115.000 một áo. Áo là 115.000. À, hôm qua em gọi rồi chị ơi, chị Phạm Vân có này, chị Bàn Hoa có này. Áo em mặc là A1 chị ơi. Chị Tô Thị Mận có Q095 này. Trời, Q095 biết có nhiều không? Em sợ không đủ hàng chốt đâu, tại vì hàng này em không về được bù. Đấy, bù ở hàng tháng nữa mới có hàng bù cơ. Một tháng nữa, có khi là một tháng nữa mới có hàng bù luôn ấy. Chị Hà Ngân có Q095 này. Đó, các chị mình chọn cho em áo là mã gì ạ? A1 các chị nhá. Áo là A1 dưới 60 cân, 40 cân đến 60 cân. Các chị mix cái quần bò này cũng đẹp này. Ok chị ạ, mix cái quần bò này cũng đẹp luôn cho em. Q095 là quần, còn áo là mã A1 cho em. Các chị chọn màu cho em ạ, còn quần thì chọn size vừa. Đấy, chị Hường Trần ok em chốt đơn ạ. Chị Hà Ngân có, chị Lương Mến ok. Đơn hôm qua em gọi rồi, chắc bị sót đơn, mình đặt lại trên line nào em với nhá. Ôi dồi ôi, nhìn màu này. Ok chị ạ, nhìn màu của em này. A1 cho em, các chị chọn màu, chọn
size các chị dưới 60 cân, toàn bộ hàng xuất sắc luôn, em tặng các chị kèm đơn hàng luôn 115.000. Các chị lên mã lên đơn ạ. Hôm nay thì em phải về bù mã này đấy. Hai hôm liền phải về bù liên tục luôn, mã này mới đủ hàng chốt cho khách. Rồi ok, chị Hương năm áo dồn đơn này, chị Vũ Hiếu, có Nguyễn Văn Hậu, có chị Hà Thu, rồi ok chốt đơn hàng. Mã sản phẩm là A1 em qua mẫu luôn nhá. Các chị mã quần đi. Có quần nào quần dài nữa không? Quần lỡ này. Quần này quần lỡ à? Rồi tiếp theo mã quần lỡ nữa nhá. Tiếp một mã quần lỡ nữa cho em đi. Tôi đã lên lên luôn một thể các chị mình ạ, dồn đơn nữa chị nhá. Xinh ơi là xinh luôn này. Thế thì lấy cho chị cái áo, cái áo sơ mi đi. Để chạm lên sơ mi đẹp nhá. Đây những cái mã này em về bù hàng. Để chạm và nó sẽ có thêm cả màu mới nữa. Bù hàng và có thêm màu mới. Mã này các chị lên đơn cho em là mã D1 cho em đi. Được. Để chạm mã này các chị comment là mã D1 cộng số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ sơ mi hàng thiết kế. Ok chạm toàn bộ sơ mi hàng thiết kế luôn. Các chị nhìn cho em những cái màu này. Đẹp xuất sắc lên, mặc thử mặc luôn lại với lại là quần bò luôn nhá. Đấy, mặc thử luôn với quần bò em đang mặc này luôn này. Ôi con quần bò này mặc sướng lắm Huyền ạ. Form đẹp dã man luôn. Form lên đẹp. Áo này bỏ riêng là chị đẹp giặt mặc ấy. Mồ hôi ra. Mã này là có đủ size SML. Đấy, iPhone nó nhìn thấy video. Tôi phải lấy cái máy kia xem kìa. Chị không nhìn thấy gì mà. Bà con đây về thêm màu vàng này. Ừ, mẫu này màu mới về các chị nhắc màu mới này. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là mã này các chị có mình làm mã gì? Mã D1 cho em. D1 em có size S, size M với size L. D1 có SML, các chị nhìn hàng này, chất siêu đẹp luôn mà chất nó mát lắm các chị ạ. Chất mát hàng thiết kế cho em. Em có màu em mặc là màu vàng nhá. Tông màu thứ hai là màu nâu. Màu thứ ba là màu đen và màu thứ tư cho em là màu đỏ, bốn màu cho em. Lên mã sản phẩm em ơi, lấy chị móc ấy. Đẹp nhỉ, mặc cái quần này cũng xinh luôn. Các chị ơi, các chị mix luôn cả cây này cho em này. Đấy chứ ạ, quần các chị mặc đi làm được tại vì nó không rách không xước. Và áo này kiểu có cổ cho em. Đấy chứ ạ, cổ của nó đa số năm nay nó kiểu dạng như kiểu là sơ mi cũng kiểu cổ vét vét như này này. Đấy. Trông nó là trẻ trung mà không bị mặc lên áo nó cứng cái áo luôn ý. Đấy, form dáng đẹp và dáng kiểu dáng ngắn ngắn cho em một chút. Các chị mặc cho em những cái mẫu này không cần phải sâu vin. Tại vì dáng nó gần gần như kiểu dáng lốp tốp ý. Qua đấy cặp quần cho em như này. Mã hàng sẽ là mã D1 các chị ơi nhá. Em bán tặng tỷ lệ các chị trên like của em là 155.000 một áo. 155.000 các chị nhá, chọn cho em kẻ đỏ này. Chọn cho em một kẻ nâu này. Đấy chứ ạ, và chọn cho em kẻ đen. SML em có 3 size mẫu mới. Đấy, cũng là khúc bọc cho em 155.000 một áo. Mã hàng cho em là mã D1 ạ. Mình chọn màu chọn size vừa cho em. D1 chọn màu chọn size vừa lên mã sản phẩm ạ. Quần em mặc là 330 đúng không? Đúng ạ. Quần em mặc là mã Q095. Q095 là 330.000 một quần. Còn áo là 155.000. Màu ấy, quá đẹp luôn. Đấy chứ ạ, rất là tôn da luôn. Mà lên form cũng đẹp ạ chị nhá. Mấy cái con quần này cũng xinh đấy chị này. Ok chị ạ, mấy cái quần này cũng xinh cho em. Em thử các chị xem cái màu kẻ đỏ nhá. Ok chị ạ, khóa của nó sẽ là khóa sườn. Đấy chứ ạ, toàn bộ hàng thiết kế, không một đường may lỗi, một vết chỉ thừa luôn. Về các chị nhận hàng, kiểm hàng cho em. Đấy chứ ạ. Đấy, các chị còn có thể lấy kính hiển vi, các chị soi luôn xem có một cái đường may lỗi nào không. Hàng này thì em bao chất các chị luôn, chất nó rất là mát. Đấy, 155.000 một áo ạ. Nắng dài em có chị ơi. Rồi mã D1 em thử mặc màu đỏ luôn các chị nhá. Màu đỏ luôn này, kẻ đỏ. Trời ơi, mã này hot cực luôn năm nay. Em vừa thay đồ vừa kiểm hàng vừa lên mẫu, nó hơi lâu một chút. Đấy, các chị nhìn cho em một cái đỏ đấy các chị này. Lên mã hàng cộng số điện thoại cho em. Mẫu nào cũng đẹp.
Được chưa? Màu nào cũng đẹp, hôm trước nó về kẻ nhưng mà nó kẻ nhỏ cơ mà về đúng không? Ờ, hôm nay là kẻ to trông có trẻ này. Kẻ to trông có trẻ các chị ạ. Mã này cho em là mã D1 các chị nhá, mình chọn màu chọn size vừa cho em, S, M, L, em có 3 size và dưới 60 cân em chốt đơn. Dưới 60 cân em chốt đơn hàng. Kẻ nâu tây các chị ơi, kẻ nâu cho em. Chị nào chưa chốt được kẻ nâu lên luôn cho em nhá. Cúc của nó cũng là cúc bọc cho em này. Cúc là cúc bọc cho em. Trạng chất rất là đẹp luôn, toàn bộ hàng thiết kế. Các chị lên mã sản phẩm cộng theo số điện thoại trên là các chị chốt đơn hàng. Rồi D1 các chị chọn luôn nhá. À, chị La Trinh có này, quần sớ đen, quần sớ đen ok chị Huyền Trang. Áo này mát, em cảm ơn chị Dung Bùi, chất nó mát lắm chị ơi. Chất đẹp mát, em bao chất các chị mình luôn đấy. Đấy, nhận hàng các chị cứ sờ chất cho em. Mặc nó mát rượi luôn, cũng bị nóng, bị bí mồ hôi luôn ấy. Riêng em Loan mà chọn chất cho các chị thì các chị cũng bị yên tâm luôn. Mình nhận hàng mình được bóc hàng kiểm tra chất xấu giả lại, quay đầu hàng giả lại em. Em thử các chị xem cái màu nâu của nó luôn này. Khóa sườn cho em các chị nhắc, cho nên các chị mặc lên rất là eo. Đấy chị ạ, eo gọn ấy. Đây là bụng chị nào to mà cũng không bị lộ này. Những cái dòng crop top ngắn dáng vừa này cho em. Kẻ nâu và tông màu kẻ đen. Chị nào chốt kẻ nâu lên kẻ nâu cho em luôn. Em nhớ mai báo bù hàng nhá. Đây, nào chốt kẻ nâu cho em. Lên mã sản phẩm cộng cho số điện thoại cho em các chị chốt đơn hàng. Đấy, các chị này. Form nó đẹp như thế này luôn này. Như kiểu là đi may luôn ý nhở. Như đi may luôn. Rồi 155.000 một áo. Lên mã hàng cho là kẻ D1 các chị nhá. Nguyễn Ánh Tiên lên số điện thoại chị ơi, 155.000 một áo này thôi. Chị Thanh Thịnh rồi ok. Một quần sớ màu đen ok chị Lê Tâm. Quần sớ hôm nay vẫn về bù hàng. Hôm nay có cả về quần lỡ nữa. Có cả về quần lỡ nữa. Đây mình cứ chọn màu cho em các chị nhá. Chọn màu chọn size vừa. Đấy chị ạ, kẻ đen các chị này. Kẻ đen ạ, kẻ nâu, kẻ vàng và kẻ đỏ. 4 màu kẻ cho em. 4 màu kẻ mình cứ chọn màu cho em với ạ. Chọn màu cho em. Tiếp theo em qua các chị một mẫu quần mò nữa nhá. Q252 27, 28, 29. Đó là mã chỗ nào đấy em? Để chị thấy có ít ít này. Đấy chị ạ, Q252 là size 27. Đâu? 27, 28, 29. Ừ ok. Đây là Q252 cho em. Quần bò xanh. À quần này như là quần quần lỡ. Siêu thị luôn. Được chưa? Lên các toàn mã hàng xuất sắc luôn các chị nhá. Đây ạ, nhìn hàng giúp em nhá. Được chưa? Một cái túi hãng đi kèm này. Đấy, quần này em là của em là quần kiểu quần lỡ ấy. Được chưa? Quần lỡ cho em. Chuẩn mã hàng cho em là mã Q252 cộng số điện thoại ạ. Đấy chị kể. Q252 26, 27, 28 đẹp rồi. Mã này nhà em nó là quần lỡ các chị nhá, quần lỡ quần ngố. Bác nào thích quần ngố mã này các chị lên đơn. Chạm thích quần ngố của mã này các chị lên đơn hàng. Mã hàng này các chị comment là mã Q252. Q252 quần bò giấy chị yêu nhất, dưới 60 cân em chốt đơn. 45 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng mã này cho em. Các chị này, từ 45 cân đến 60 cân quần bò giấy, bò lỡ cho em. Kiểu quần ngố ấy. Thế chạm kiểu quần ngố cho em mã hàng trên là Q252 kèm theo số điện thoại ạ. 299.000 đồng một quần mã này. Thế chạm 299.000 đồng mã Q252 cho em. À, rồi. Chị Nguyễn Văn Hậu comment lại mã đi chị ơi, chị toàn comment sai mã vậy. Quần này là quần Q252, quần áo là mã D1 chị nhá. Đây đâu rồi Q252 kẻ nâu?
Hôm nay như thế là sai mã, sao nhân viên em chốt được đơn hàng chị ơi? Mã này là mã Q252 là quần. Quần là 27, size 27, 28, 29. Đúng không? Rồi 27, 28, 29. Các chị mình dưới 60 cân đổ với em chốt đơn. 45 đến 60 cân các chị nhá. 299.000 đồng một quần ạ. Các chị comment đúng mã hàng cộng số điện thoại cho em. Quá đẹp luôn mã này các chị này. Siêu xinh mã Q252. Áo chị mặc dưới 60 cân vừa em ơi. Áo kẻ em mặc là mã D1 chị nhá. Áo kẻ em mặc là mã D1. Còn quần em mặc là mã Q252. Các chị lên mã hàng cộng số điện thoại cho là mình chốt ạ. Đẹp lắm, chất đồng mát. Rất là dễ chịu luôn. Được chưa? Chất mát dễ chịu thoải mái. Chị nào thích quần ngố ạ, quần ngố suông nghe các chị lên đơn hàng này. Được chưa? Quần ngố suông các chị lên đơn hàng cho em mã này ạ. Mã hàng chỉ là mã Q252, 299.000 đồng một quần. Đấy, mình lên mã hàng và kèm theo số điện thoại ạ. Chị Nhâm Trần comment chuẩn mã hộ em với chị Nguyễn Tùy rồi ok. Chị Anh Nguyễn ok em chốt đơn ạ. Chị Bùi Mến đợi em một tí em lên luôn nhá. Mã Q252 em có, Q252 có đúng 15 cái thôi. Có đúng 15 cái. Chị Trúc Thanh rồi ok, chốt đơn hàng ạ. Chị Hồng Phú có đơn lại, chị Phương Nguyên có này. Nhâm Trần comment đúng mã hàng với số điện thoại giúp em với comment kẻ nâu nhé, em không lên được đơn hàng chị nhá. Nhỏ bé định có, chị Ngân Nguyễn có, Dũng Hà chốt đơn, Hồng Phú có đơn hàng. Mã quần là Q252 cho em. Comment đúng mã hàng một cách số điện thoại cho em các chị chốt ạ. Giá các chị ngày hôm nay sẽ là 299, các chị mua ngoài toàn 400.000 cái. Em bao giá các chị mình luôn. Rồi, còn mã quần nào quần dài không em ơi? Dài. Đây chị có mã quần dài xem nào. Hình như bạn đây cũng là quần dài đấy. Đây chị xem nào. Đây, đây, đây. Để xem còn mã nào quần dài thì em lên luôn nhá. Tại vì là đa số hôm nay là em về quần short với lại quần ngố là nhiều. Quần dài ít. Áo em mặc là... Cái đấy 258 lên rồi. Em mặc. Cái hàng tay đỉnh. Rồi ok D1 này. Áo em mặc là mã hàng D1 chị nhá. Q252 ok chị Nguyễn Văn Hậu này. Chị Nguyễn Huyền ok xuất xuất 223. Chị Sáng Trần có đơn hàng ạ. Q46 em còn chị Phạm Hoa ơi. Q46 đi hình như về thêm phải không? Có về không? Không, còn xe đi không về đâu. À ừ, hôm nay quên, hôm nay không có về. Đi lấy cho chị bốn bom lỡ đi. Lên bom lỡ chị đi. Đấy, lên một mã quần sóc bom lỡ nhá. Chị Tạ Hường lên số điện thoại. À ok, chốt đơn rồi này. Chị Ngọc Huệ có này. Thủy Lê lên số điện thoại giúp em với chị Quý. Quý đến rồi, ok, chốt đơn hàng. Quần này là quần Q252 các chị ơi ạ. Có đúng một chuyến thôi. Có đúng hẳn 15 cái, em không có hàng để bán đấy các chị này. Không có hàng bán. Lên mã, lên đơn cộng số điện thoại. Tạp nó rất là đẹp luôn. Ok chị ạ, tạp đẹp luôn nhá các chị nhá. Đấy, bom lỡ để đấy đi. Mấy màu đấy, em cứ lấy cho chị ba hình khác nhau đi. Rồi ạ. Trời ơi, Ngọc Quế. À các chị ơi, mã này các chị cứ chốt nâu nhiều thế. Có cả đen, cả đỏ này, cả vàng mà nâu cho em. Cả đen, cả đỏ, cả vàng, cả nâu của mã D1 cho em ấy. Xinh ơi là xinh luôn, mà áo này có 155.000 một áo thôi. Chất đẹp cho các chị luôn. Tiếp theo đây các chị nào chốt quần quần này là quần quần ngố. Để chạm chất u mì cho em. Quần bom lỡ ấy. Quần bom lỡ cho em này. Mã này các chị lên đơn hàng cho là quần lỡ kèm số điện thoại. Ok chưa? Quần lỡ và kèm theo số điện thoại cho các chị chốt đơn. Mã này có từ size S đến XL. Từ size S đến size XL luôn. Tương đương như quần Q1. Nó như quần Q1 ấy. Sao anh lấy size to thế? XL này. Sao lấy XL vậy? Một cái thì lấy S. Em lấy size M chị đã bảo lấy nguyên size M đó chị mà. Đây, quần này là quần bom lỡ cho em nhé. Qua đầu gối. Thoải mái lắm, chất như chiếc quần Q1 ấy. Chất như chiếc quần Q1 cho em. Có sang các chị dưới 65 cân, 45 đến 60 cân. À 45 đến 65 cân em chốt đơn. S, M, L, XL. Các chị comment là quần bom lỡ và kèm số điện thoại ạ. Đó, quần bom lỡ và kèm số điện thoại cho em các chị lên đơn. Để em cộng tiền ạ. Nó có 3, hôm nay về được 3 cả khác nhau á chị nhá. Về được 3 cả khác nhau luôn. Mã hàng là quần bom lỡ ạ. Mã này là 119.000 một quần hàng đẹp. Ok chị ạ, 119.000 đồng các chị lên đơn hàng cho em. Mã là quần bom lỡ nhá, dưới 65 con em nhận đơn hàng. Ok chị ạ, quần bom lỡ dưới 65 con em chốt đơn.
mã hàng lên đơn cộng theo số điện thoại cho em. Đấy, mấy lần các chị khách quen cứ hỏi thì mang quần này, vì năm ngoái các chị đã mua cho em những cái quần này rồi, xong là mặc thích ấy. Năm nay cứ hỏi, và bây giờ em mới có hàng đây ạ. Bây giờ mới có hàng để trả lại các chị đây. Mã này là mã quần bom lỡ cho em. Đấy, nó sẽ có 3 hình, hôm nay về được 3 hình nhé các chị nhé. Các chị có lấy 2 chiếc 2 hình. Đấy chưa ạ, 3 chiếc 3 hình, 1 chiếc là 1 hình. Ok chưa ạ? SMLXL 45 cân ạ, 44 45 cân đến 65 cân đổ về. Các chị comment là quần bom lỡ ạ, cộng theo số điện thoại cho em. À, của số ưng mí em có chị ơi. Đúng rồi, áo em mặc là mã D1 chị ơi. Áo em mặc là mã D1. Đây quần bom lỡ đây. Đấy chưa ạ, 119 một quần cho em, các chị lên đơn. Xinh ơi là xinh luôn, em bao chất luôn các chị nhá, mặc siêu mát luôn, dáng bomber cho các chị ạ. Rất là thoải mái luôn các chị này. Đấy chưa ạ, quần dáng bomber các chị mặc rất là thoải mái luôn ạ. Lên mã sản phẩm cộng cho số điện thoại trên là các chị chốt đơn. Cho các chị xem gần chất lượng luôn các chị nhá. Gần chất luôn đấy chị này, chất nó không bị cắn chỉ luôn, co giãn 4 chiều. Đấy, lên mã sản phẩm là quần bom lỡ ạ. SMLXL. Kẻ đỏ chị Toàn Xiêm comment của em là mã D1 chị ơi. Chị Phương Vũ rồi ok, gái họ Cam chốt đơn ạ. Chị Luyến Nguyễn Thị có này, Toàn Xiêm comment đúng mã hộ em với. Quần bom lỡ là 119.000. Chị Luyến Nguyễn Thị có, chị Sơn Dung có, Hồng Nâu lên số điện thoại cho em với. Chị Bình Thanh chốt đơn, quần này mặc sướng lắm các chị ạ. Mình ở nhà xong là mình đứng lên ngồi xuống nó cũng thoải mái. Tại vì bên trên của nó sẽ là kiểu thụng thụng cho em một tí. Thế chị nào mông to, bụng to này, các chị mặc nó ken cũng rất là tốt luôn. Ok chưa, nó kiểu là che các điểm ấy. Nên quần này nó giống quần Q1 ấy. Đấy, khác đều là quần Q1 là quần dài, còn quần này là quần lỡ cho em. Đấy, em nhà em chỉ làm đúng một loại chất thôi, vì là những cái dòng chất kia mặc nó bị cắn chỉ cho nên em sẽ không làm các chị nhá. Làm chuyên một loại này thôi. Nhưng em bán 4 năm nay rồi, riêng một loại chất. Đấy, đảm bảo các chị chất lượng, nhận hàng kiểm hàng trước thanh toán cho em. Toàn bộ dòng tem 2 các chị này, xịn sò này, các chị yêu nhá. Mã hàng chưa là mã quần ạ. Quần bom lỡ. Các chị lên đơn hàng để chạm 119.000 đồng một quần. Ok, chạm 119.000 đồng một quần bom lỡ. Áo đá 205 á, chị Thủy Vũ à. Đây em tí chị Thanh Thị có ạ, chị Nguyễn Làn ok chốt đơn. Áo chị mặc có size ML thôi em ơi. Chị con là tất cả này ok, chị Lily chó đơn ạ. Chị Thanh Thị ok em chốt đơn hàng này. Áo em mặc có 4 màu, em ơi lấy cho chị lại cái màu đi. Ở dưới nền kìa. Xinh quá các chị này. Thấy chưa? Đẹp ơi là đẹp luôn. Cái này chị nào thấp thấp mặc mặc thành quần dài cũng được. Đó, lên mã hàng kèm cho số điện thoại cho các chị chốt. Các chị mặc cái áo sơ vi lên này. Cái cặp này các chị mặc sơ vi lên này. Đấy. Comment đúng mã hàng và kèm cho số điện thoại cho là các chị chốt đơn các chị ông nhá. Quần bom lỡ cho em ạ, giá 119.000 đồng. Áo em mặc thì nó có 4 màu luôn chị ơi. Mã D1 ý, màu vàng này các chị này. D1 màu vàng này, D1 cho em ạ, màu kẻ đỏ này. Đó, D1 kẻ đỏ này, D1 cho em ạ, kẻ màu đen. Được chưa? Và D1 cho em kẻ nâu, nó sẽ có 4 màu luôn. Toàn bộ hàng thiết kế là 155.000 một áo. Quần là 119.000 đồng, mã quần bom lỡ cho em. Quần bom lỡ 119.000, áo là mã D1 chị ơi. Quần đẹp nhở. Chất sướng và mát lạnh luôn. Quần này các chị mặc rất là thích luôn các chị yêu nhá. Siêu đẹp. Chất mát. Đấy, nó cùng chất với dòng quần Q1 các chị hay mua nhà em đấy. Quần dài có chị ơi. Chị Phương Nguyên có này, chị Lê Hiền có này. Áo tiểu thư em có luôn chị nhá. Có áo tiểu thư à, hôm nay có một về một cái mã bộ ấy. Bộ đấy 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 đấy. Hôm nay về mã bộ đẹp lắm các chị ạ. Đây, về mã mới. Đây chị xem áo tiểu thư tím lên sau. Thế còn nói điều thư nữa. Mấy size? Mình là... Nào bỏ cái này xuống cho chị. Ngân Hoàng này ok này, Ánh Nguyễn có này, Hoàng Lan, chị Lương Nhung ok em chốt đơn hàng. Comment đúng mã hàng và kèm cho số điện thoại cho các chị chốt nhá. Quần bom dài đợi em tí. Bom dài nó cũng giống giống kiểu này ý. Nhưng mà nhà em sẽ làm mã hình nó khác. Nhà sẽ làm mã hình khác. Đây, lên một mã bộ nữa đây các chị ơi. Quần bom lỡ em qua mẫu nhá, tại vì nó em mới về được 3 hình thôi. 3 hình em chọn các chị hình đẹp nhất luôn. Được chưa? 3 hình chọn các chị hình đẹp nhất luôn, 119.000 một quần. Comment chuẩn mã hàng kèm theo số điện thoại ạ. Tiếp theo em lên cái mã bộ này các chị này. Siêu xinh luôn, mã mới nhá. Quần là bộ quần short. Được chưa? Bộ short tàu siêu đẹp luôn. Các chị nhìn này. Xuất sắc. Mã này có mấy size em ạ? Em ơi.
MLXL3 size. Lên mã hàng và kèm theo số điện thoại trên là các chị chốt đơn. 3 size MLXL đúng không? Bộ này hôm nay về được 4 màu đúng không? Xanh đen này. À đâu, xanh ghi này. Đen nâu. Đấy, cái kiểu này nó sẽ nhún nhún ở kiểu sườn ấy. Nhún nhún ở bên sườn cho em. Bộ này là cái chị comment là bộ gì? D2 đi chị ạ. Bộ này là bộ D2 ấy chị nhá. Bộ D2 mà kèm cho số điện thoại cho em. Được không? Thấy chưa? Bộ D2 các chị này. Đây là tông màu em gọi là màu xanh nhá chị nhá. D2 trên tông màu xanh này. D2 trên mạng tông màu ghi. Mã này có 3 size là MLXL các chị thoải mái dưới 65 cân. Ok chị ạ, thoải mái dưới 65 cân đổ với em chốt đơn. Mã sản phẩm trên là mã D2, các chị chọn trên màu ghi này. Siêu đẹp luôn. Được chưa? Các chị nhìn mã hàng cho em với ạ. Mã hàng cứ gọi là siêu xinh luôn ạ. Lên mã lên đơn cộng theo số điện thoại cho em màu ghi này. Chọn cho em tông màu đen. Thoải mái dưới 65 cân mình chốt đơn hàng mã này cho em. Tông dài để em tí em lên sau chị ơi. Đây ạ, màu đen đây. Đẹp nhất nét các chị đang mua hàng ngoài của nó giá tầm khoảng 380 một bộ. Đấy chị ạ, hàng giá ngoài 380.000 một bộ. Các chị lên đơn hàng cho em ạ. Mã sản phẩm cho em là gì nhỉ? D2. Mã D2 cho em nhé. Màu đen này và tông màu tiếp theo nữa là tông màu nâu. 4 màu ạ. 4 hay 5 màu nhỉ? 4 màu ạ. Hình như có là đỏ sao ấy. Đen không có đỏ đâu. Sẽ có đỏ đâu không? Đây các chị này. Nhìn kỹ ô chị nhá. Đấy chị ạ, đẹp xuất sắc luôn. Chất vải nó mềm mát luôn các chị nhá. Mã sản phẩm cho em là bộ D2. Bộ D2 cho em ạ. 200 ạ. 35.000 đồng một bộ. Các chị comment đúng mã hàng cho em mã này. Để chị ạ, mã D2 cho em. Chọn màu chọn size vừa cho em. Em có 3 size ạ, 3 size là MLXL các chị nhá. 3 size MLXL, em đang mặc là màu xanh của màu xanh lạ ấy. Đấy, những cái này là các chị nào bụng to mặc không bị lộ này, tại vì nó sẽ có cái phần nhún ở eo. Để chị ạ, nó có cái phần nhún ở eo luôn cho em. Bên sườn nó cũng có kiểu đai các chị nhá, quần có túi cho em. Lên mã hàng cho em là mã quần D2 cộng số điện thoại ạ. À mã bộ D2. Lấy chị bộ ấy đi, bộ lanh nhá, bộ lanh hoa nhí luôn đi. Đấy, em để mẫu trên đẹp dã man luôn. Để chị ạ, toàn bộ hàng Quảng Châu cho em. Giá em tặng các chị ngày hôm nay sẽ là 235.000 đồng ạ. Các chị comment đúng mã hàng và kèm số điện thoại cho là bộ D2 ạ. Chị Nguyễn Hương lên số điện thoại chưa? Chốt áo kẻ chị chỉ phải comment mã hàng và số điện thoại em mới chốt được đơn chứ chị. Rồi mã D2. Lan Mai có xanh xanh mờ này. Chị Hậu Phương rồi ok em chốt đơn. Đấy, comment chuẩn mã hàng và cộng cho số điện thoại trên là các chị mình có đơn hàng các chị yêu nhá. 235.000 đồng. Đó, 235.000. Chị Quỳnh Như ạ, chị Trần Bảy này, chị Hà Huế rồi ok chốt D2 xanh nâu XL. À nhà mình có một ít cái bộ VIP nhỉ? Bộ VIP sale luôn nhá. Được không? Ơ nhưng mà bộ VIP nhà mình vẫn đang bán à? Ờ nhưng mà bây giờ sale tiếc lắm. Tại vì là khách hàng vẫn đang chốt ở mầm ấy. Đây em thử các chị xem cái màu nâu của nó luôn này, nâu và nâu đậm cho em nhá. Nâu đậm. Tên số điện thoại ạ. Rồi lên quần sớ áo điệu luôn nhá. Áo điệu hôm nay về được mẫu mới. Đây màu nâu đây. Các bác nhìn màu nâu của nó này. Thì chạy lên mã hàng và kèm cho số điện thoại chị là các chị chốt đơn. Bộ này các chị có vẻ là bộ D2 màu nâu ấy chị nhá. D2 màu nâu. Các chị nào thích nâu các chị lên nâu cho em này. Thích nâu lên nâu cho em mã hàng D2. Cái quần gần như kiểu quần váy ấy. Thì chạy gần như kiểu quần váy ấy. Chất rất là đẹp luôn. Quần bom dài được em tí chị ơi. Bộ D2 MLX chị nhá. À, chị Thị Ngân Dương là mình xét áo kẻ vừa xong tay M. Làm gì có xét áo kẻ, chị có nguyên áo kẻ thôi. Áo kẻ là mã D1 chị nhá, tí vào xem mặt like hộ em thì comment chuẩn mã hộ em với. Áo kẻ mấy màu á?
là đứa nào lấy của chị cái móc đi xeo màu cho khách xem của chị cái. Áo cái em có 4 màu. Vừa cho vào túi xong. Rồi đợi em tí chị ơi, đợi em tí nhá. Đây màu đen này có cả đen mới ghi nữa. Có cả màu đen màu ghi, chất mát lắm các chị ạ. 235 nghìn bộ hàng Quảng Châu cho em. Lên mã lên đơn và cộng cho số điện thoại cho các chị mình chốt nhá. Các chị chọn cho em tông màu đen này, kiểu quần váy đấy ạ. Đấy màu ghi cho em, ghi của ghi đậm các chị nhá. Màu ghi đậm này 235 cho em ạ. Lên mã sản phẩm cho em là bộ bộ gì nhỉ? D2. Mã D2 màu ghi, ghi nâu đen xanh 4 màu cho em ạ. Comment đúng mã mà kèm cho số điện thoại cho em là các chị chốt. Chị Trịnh Lan ok này. Rồi chị Nguyễn Hương ok, quần bom lỡ và một quần bom dài ok tình yêu. Đây chị ơi, áo D1 đây em có 4 màu. Đây 4 màu, đây là màu vàng cho em này. Đó, màu vàng này. Màu đen cho em, kẻ đen nhé các chị nhá. Đây tông màu kẻ đỏ này. Và tông màu kẻ nâu cho em. Có 4 màu như này, các chị comment mã hàng cho là mã D1 cộng theo màu với số điện thoại cho các chị mình chốt. Em chốt đơn các chị cứ từ 45 cân nhé các chị nhá. 44, 45 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn. 44, 45 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. À, không sao đâu Diệu Đặng ơi. Chị Việt Trinh rồi ok chốt đơn hàng ạ. Lên bộ chỉ khi chiều đăng hình à. Bom lỡ có, quần bom lỡ có size chị ơi, hàng tất cả hàng em ạ, đến 95% là hàng có size. Đấy chứ ạ, đến 95% là hàng có size số. Chị Trang Phương nhá, bom lỡ có size S, M, L, XL đủ size. Đấy, quần áo như em nó đều có size số hết. Tại vì toàn bộ hàng em cho các chị cầm bộ hàng đẹp các chị mình luôn. Tiếp theo các chị ơi lên bộ lanh nhá. Bộ lanh nhung em về bù hàng. Hôm nay chị nào mà nhân viên báo hết hàng hôm nay đặt nào của em với. Đấy chứ ạ, hôm nay nhân viên em báo hết hàng, hôm nay các chị vào đặt lại của em với. Các chị comment là bộ đây này, bộ lanh nhà các chị comment là bộ B37. B37 cho em bộ lanh nhung ạ, toàn bộ hàng cao cấp cho các chị. Đấy chứ ạ, lanh nhung cao cấp, chất vải nó đã qua xử lý vải rồi các chị, mặc nó mềm, nó mát và nó không bị đỡ bị nhăn các chị nhá, nó sẽ đỡ bị nhăn. Đấy, bộ lanh nhung cho em này, siêu đẹp luôn. Các chị chọn màu, chọn size vừa, em có 3 size là LXL, LXL và 2XL, các chị dưới 60 cân em chốt đơn. Em mặc thử các chị xem màu vàng trước nhá. Màu vàng này tông màu vàng sáng này. Cho cái mùa hè này chỉ có lanh thôi các chị ạ. Đây chị ạ, lanh nhung cho em. Ok chị ạ, bộ lanh nhung màu này em gọi là màu vàng, cái màu bên ngoài nó sẽ là đẹp hơn ở trên line chị nhá. Màu vàng bên ngoài nó sẽ đẹp hơn trên line đấy. Màu trên line nó bị gọi là bị sáng hơn. Bên ngoài của nó là một kiểu bằng đậm các chị nhá. Có size các chị từ khoảng là 45 cân đến tầm 60 cân đổ về. 45 cân đến 60 cân đổ về cho em ạ. Toàn bộ hàng lanh hãng cho em của Sanaha các chị ơi. Toàn bộ lanh của Sanaha cho em, các chị comment là bộ B gì ạ? B37 ạ. B37 cũng ra số điện thoại cho các chị chốt đơn hàng. Em tặng các chị trên line em là 129.000 đồng một bộ lanh nhung các chị nhá. Lanh nhung ạ, hàng đẹp cho các chị luôn. Cổ tim này, bên sườn nó sẽ có những cái cúc như này cho em ạ. 1, 2, 3, 4 cái cúc gỗ cho em. Rất là đẹp luôn. Lên mã hàng cho em là bộ B37 ạ. Kèm theo màu với số điện thoại cho các chị chốt đơn. Rồi, nhiều mẫu đẹp quá em cảm ơn chị. Chị Ngân Hoàng có, chị Trâm Lương này, chị Liễu Nguyễn có này. Bộ lanh 62 cân tùy chiều cao. 62 cân tùy chiều cao. Đây là màu đỏ cam các chị nhá. Đấy chị ạ, màu em gọi là màu đỏ cam cho em ạ. Hoa nhí các chị này. Đỏ cam hoa nhí, em mặc thử các chị màu đỏ cam hoa nhí luôn. Chất mắt lạnh luôn các chị ạ. Nói chung là nói đến dòng lanh, các chị mùa hè không thể thiếu bộ lanh được. Đấy, mình mặc ở nhà rất là thoải mái luôn. Mắt lạnh. Em mặc là màu đỏ cam nhé, có cả màu xanh này, đỏ cam, xanh, vàng, em có vàng đậm, vàng nhạt này và tông màu hồng đỗ nữa, có màu đỏ, kiểu màu đỏ, màu hồng gì, hồng tím, để chạm màu hồng tím nữa. Bộ này các chị comment là bộ B37 chị nhé.
B37 và kèm số điện thoại cho em 129.000 một bộ ạ. Mình chọn cho em màu với chọn size vừa cho em với ạ. Chọn màu chọn size vừa cho em. Cái gì đây? Thì thấm gì đây? Đây các chị ơi. Để chạm bộ cho em này. Chị em mặc ở nhà nó thoải mái lắm. Đấy, nó rộng rộng cho em. Bộ lanh các chị mặc ở nhà mặc rộng cho em. Rồi, 5 bộ đủ màu rồi, ok chị luôn. Mã bộ này là bộ B37 cho em các chị nhá. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại cho các chị chốt đơn hàng. Chị Huyền Trang có này. Đây các chị ơi, chọn màu cho em. Hôm nay nó về đủ size rồi đấy. Chiều hôm nay là không còn bộ nào. Đến bây giờ là em về bù được size rồi. Các chị chọn cho em màu xanh này các chị này. Toàn bộ lanh hãng cho em. Các chị nhìn cho em cái chất này nhá, mắt lạnh luôn. Cái này em vừa bóc ở trong túi bóng ra đấy. Chứ còn là bộ này để mà nhà em còn của hôm qua là không còn sót bộ nào. Ok chị ạ, bộ này các chị lên đơn nào, chứ là bộ B37 và kèm theo số điện thoại trên là các chị chốt đơn. Đây là màu xanh cho em này, xanh nhìn trông nó mát nhỉ. Đấy, xanh hoa nhí cho em, cổ tim cho em ạ. Cổ tim này nó không khoét sâu quá chị nhá. Các chị mặc nó không bị trễ cổ. B37 cho em ạ. Xanh hồng tím dồn đơn, ok chị Nguyễn Nga. Đây là màu hồng tím ấy chị này. Đây là hồng tím đây. Được chị ạ, màu này em gọi là màu hồng tím. Lên mã hàng kèm số điện thoại trên là các chị tính chốt đơn ạ. 129.000 một bộ cho em. Bộ này là 129.000 đồng ạ. Các chị lên mã sản phẩm cho em là bộ này các chị đang mua giá hãng gọi là 295.000. Giá hãng là 295.000, em tặng các chị trên line nhé là 129.000 đồng một bộ cho em. Chạy số lượng các băng nhá. Để chạy giá chạy số lượng luôn. 129 ạ. Lên mã lên đơn ạ, kèm theo số điện thoại ạ. Chị Trần Nhung có này, chị Nguyễn Nga rồi ok. Chị Lam Hà em sao đấy chị ơi? Cứ hỏi có thấy mình không, comment nó ẩn như thế này. Em còn phải nhìn máy xem mới thấy comment đấy. Chị Nguyễn Nga có đơn hàng này. Mã hàng là Q7 đấy chị nhá. Q7 ok chị. Hương Việt có D1 này. Q37 kèm số điện thoại ạ. Hôm nay nhân viên nhà em nó lấy cái test nhanh nó thử. À quên, cái sạc nhanh. Cái sạc nhanh cho em, sạc iPhone các chị nhá. Sạc iPhone sạc nhanh cho em. Một bộ này cho em nó sẽ có là một củ một sạc. Một củ một sạc các chị em mình lấy kèm đơn hàng luôn nhá. Kèm đơn hàng luôn cho em ạ. Sạc nhanh dã man luôn. Đấy chứ ạ, em ơi thề luôn các chị ơi, sạc nhanh cực kỳ. Đấy, lên mã sản phẩm chuyên là sạc nhanh cộng số điện thoại cho em. Em đã tặng các chị kèm đơn hàng luôn ạ, 75.000 một bộ cho em. Đấy, bình thường các chị mua nguyên cái dây bên ngoài là giá tầm 150-200.000 một cái dây này. Đấy chứ ạ, nhưng mà nhà em sẽ bán các chị cả một cái củ này các chị nhá, cả củ cả dây luôn. Lên mã sản phẩm cho em là sạc nhanh cộng số điện thoại trên là các chị chốt đơn hàng. Đấy chứ ạ, tặng kỷ niệm các chị trên line nhé là 75.000 một cái. Ơ mày đi đâu đấy? 75.000 một cái sạc nhanh cho em. Ôi, công nhận hàng Hải Loan chất đẹp thật. Chị ơi em phải chọn mẫu cho chị. Chứ em thật sự là mang tiếng là bán hàng online. Nhưng mà em cũng phải chọn chất là kỹ luôn. Đấy, tại vì em bán hàng là bán cho các chị xem đồng tiền trước. Em không dám lấy các chị những cái hàng vớ vẩn em bán đâu. Kể cả đồ bộ như em thấy bộ quần áo các kiểu luôn. Đấy, khách hàng đã xem hàng mà khách hàng là chất xấu các chị chắc chắn là các chị trả lại. Mà trả lại là em phải mất hai đầu cước. Đấy thì quá tội luôn ạ. Thế thì mình cứ lấy cái hàng đẹp mình bán cho khách mà giá mình cộng ít thôi. Như thế là khách hàng các tự ủng hộ mình thôi ạ. Đấy, sạc nhanh cho em nhé, 75.000. Sạc nhanh 75.000, các chị nhớ lấy kèm đơn hàng nhé. Em sẽ không đi đơn một bộ đâu ạ. Một bộ sản phẩm em sẽ không đi đơn. Em sẽ là kèm đơn hàng là khách hàng luôn là 75.000. Để chạm bình thường các chị mua một cái dây bên ngoài là 150 một cái rồi. Để chạm một cái dây bình thường ấy 150 một cái. Đó, mà một cái bộ cả dây sạc cả một cái củ sạc cho em. À, nó sẽ là 75.000. Chị ơi quần bom lỡ có size 65 cân chị Trang Phương nhá, có size 65 cân đổ về. Ô, có sạc được máy iPhone không? Đùa chị hỏi đùa. Đây. Nó là sạc iPhone mà chị. Nó là sạc iPhone. Đây. Cứ về cắm kiểu gì chả trúng. Như là cái này sạc từ iPhone 5 trở đi đúng không? Đây là sạc iPhone mà chị. Đến iPhone 13 luôn đấy. Đấy chị ạ, đến iPhone 13 luôn. Các chị nhá. Đây là sạc từ iPhone 5 iPhone 5 trở đi. iPhone 5, iPhone 6. Đấy chị ạ, các chị lên mã sản phẩm cho là sạc nhanh và kèm số điện thoại. Nhanh lắm ấy các chị ạ. Em thề luôn ạ, em mà sạc cái sạc mà nó lâu lâu vào pin ấy, sạc lâu cả mình rất là bực mình luôn. Mà ví dụ như là pin điện thoại mình đang hết đi, xong mình có cần có việc gì mình ra ngoài sạc gọi là cắm bao nhiêu lâu mà không, có nghĩa là không được cỏ 10% pin. Cái máy này cắm một tí là các chị này lên pin nhanh dã man luôn, nó là sạc nhanh mà. Lên mã hàng cho là sạc nhanh cho em 75.000 một bộ.
75.000 bộ sạc dây sạc, bộ sạc nhanh cho em cộng số điện thoại. Chị Nguyễn Thị Thắm, ok chúc Quy 7. Không có cổ em bây giờ còn nguyên size bé thôi chị ơi. Không cổ nha em bây giờ còn nguyên size bé thôi. Bộ em mặc là bộ Quy 37 chị nhá. Quy 37 cộng số điện thoại cho em các chị chốt đơn hàng. Đây các chị này. Đó, chốt giá mềm luôn, chốt giá mềm luôn. Đây là bộ là hồng đất cho em. Màu rất là đẹp luôn, tông màu trầm ạ. Những cái hàng công ty các chị yên tâm được cái màu của nó. Cái màu của nó siêu xinh luôn. Em thử mặc cho các chị xem màu xanh luôn nhá. Thử cho các chị mình xem màu xanh luôn ạ. Lên mã hàng cộng theo số điện thoại trên là mình chốt ạ. À, nhà mình còn bao nhiêu bộ chiếu mét 6? 2 bộ. À mét 8 à? Em ơi em lấy cho chị các cái bảng màu chiếu mét 8 ra đây luôn đi. Có nguyên đâu rồi. Quên ơi, lấy chị chiếu mét 8 ra đây lên nhí luôn cho các chị đi. Tại vì nhà mình hết chiếu rồi. Chiếu mét 8. Đây, màu xanh cảm giác rất là mát luôn. Đấy, mặc và nhìn đến màu đã xuống rồi. Các chị nhìn màu xanh cho em này. Ok chị ạ, lên mã hàng cho em là bộ này là bộ B37 màu xanh các chị nhá. B37 màu xanh cộng số điện thoại cho em. Chị nào, em nói thật luôn là chị nào mà có đơn hàng các chị nên lấy sạc nhanh. Còn không thì thôi nhá, chị nào không có đơn đừng lấy một bộ sạc nhanh. Đấy, đừng lấy một bộ cho em. Mình cứ kiểu là cái này em bán cái đơn hàng cho khách ấy, cho các chị đỡ phải đi ra ngoài mua giá cao. Đỡ phải ra ngoài mua giá cao. Đấy chị ạ, 75.000 một bộ cho em ạ. Kiểu cái này em tiện ấy, em tiện em lấy luôn. Bây giờ em chỉ còn chiếu mét 8 thôi, chiếu mét 6 em hết hàng nhá. Mét 6 em còn đúng 2 bộ thôi. Bây giờ chiếu mét 8 mình chốt trên live em bán giá kỷ niệm nhá các chị nhá, giá kỷ niệm luôn. Mã hàng cho là chiếu điều hòa cộng số điện thoại ạ. Q7 màu xanh màu đất, ok chị Lily, chị Lệ Mỹ có này. Đợi em tí em cho nhân viên lấy loại chiếu mét 8 ra đây đã. Bây giờ là chiếu mét 6 em đang hết hàng. Chị Dung Lê có này. Bộ nâu và đen lúc nãy á. Nâu đen lúc nãy là mã nào? À, cái bộ mã D2. Đấy là mã bộ D2, đấy là bộ đùi. Còn bộ này là bộ lanh nhung các chị nhá, lanh nhung là mã Q37. Lanh nhung là mã Q37, các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em các chị chốt. Bộ này là giá hãng của là 295.000, em bán tặng các chị 129.000 đồng một bộ. Ok chưa? Nhà em luôn cái gì cũng rẻ đẹp và chất lượng luôn, các chị cứ nhận hàng bốc hàng kiểm tra trước cho em giá thanh toán. Đây chị em mình yên tâm luôn. Quần bom em có size dưới 65 cân đổ về chị nhá, 45 đến 65 cân là em có quần các chị được vừa. Quần bom lỡ ấy ạ. Đây ạ, à, bây giờ nhá, giá đấu điện thoại còn hay sao ấy nhở? Nhà mình còn giá đấu điện thoại không? Hả? Ờ, bây giờ em phải kiểm kho xem cái giá đấu điện thoại em còn không đã. À, chị Hòe nhá, chị cứ ngày mai cứ hỏi nhân viên đi. Ngày mai lúc nào chị nhà anh nhân viên cho em chút đơn. Chị hỏi là em ơi còn giá đấu điện thoại không? Nếu mà còn thì các bạn sẽ báo, bây giờ em chưa có nhân viên kiểm kho ở đây. Rồi, tiếp theo cho em một bộ chiếu điều hòa như thế này này. Ok chị ạ, màu nào đẹp mình hoan hỉ màu cho em. Được chưa? Mình hoan hỉ cho em cái màu ạ. Lên mã sản phẩm cho là chiếu điều hòa kèm số thoại. Bây giờ em đang còn nguyên loại mét 8 thôi. 1m8 2m. Bây giờ còn nguyên loại 1m8 2m cho em một bộ chiếu như thế này. Không chọn màu cho em. Giá thanh lý không chọn màu. Đấy, hết loại mét 6 rồi bây giờ còn nguyên loại mét 8. Đưa chị xem cho các chị xem qua qua đi. Đẹp xuất sắc luôn, nó sẽ có là một cái chiếu và hai cái vỏ gối. Một chiếu hai vỏ gối cho em ạ. Lên mã hàng cho em là chiếu điều hòa và kèm cái số điện thoại cho em và các chị chốt đơn. Đây các chị này. Nó đẹp lắm luôn ý. Giá tặng các chị luôn nhá. Nhớ cho em ngày mai chị nào có đơn hàng kèm theo mình lấy thêm chiếu điều hòa cho em. Chiếu điều hòa toàn bộ là chiếu cao su non. Cho các chị xem chút một bộ nhá. Cho các chị xem cái kiểu của nó luôn ý. Còn bây giờ là mình hoan hỉ không chọn màu. Vì nó có nhiều màu lắm. Nó có nhiều màu lắm luôn ý. Chiếu điều hòa cho em mét 8. Mét 8 2m, nhà chị nào đang giường mét 8 2m các chị lấy luôn cho em mã này. Ok chị ạ, đây là cái hai cái vỏ gối của nó này. Đứa nào lấy dơ chị thế nào? Một mình chị dơ làm sao được. Em tặng các chị 230.000. Trời ơi đẹp quá các chị ơi, 230.000 nốt. Còn nguyên loại mét 8 thôi. Ok chị, em mét 6 em hết sạch luôn. Mà mét 6 nếu mà em có hàng không bán được giá này. Đấy chứ ạ, còn mét 8 ạ, còn tầm 20 bộ em thanh lý nốt là 230.000 một bộ cho em. Các chị comment cho em mã sản phẩm là chiếu điều hòa kèm số điện thoại. Không chọn màu được, màu nào mình lấy màu đấy. Ok chứ ạ, không chọn màu được, màu nào mình lấy màu đấy cho em. Thế các chị nhìn xem ạ, cơ bản nó sẽ có những cái hàng như thế này. Có những cái màu như này. Xinh ơi là xinh luôn.
Được chưa ạ? Lên mã lên đơn cho em ạ. Nhanh tay mình có đơn hàng mã này cho em ạ. 200 ạ. 30.000. Ok chưa ạ? Giá tặng kỷ niệm các chị là 230.000 một bộ cho em như này. Lên mã lên đơn cho là chiếu điều hòa và kèm theo số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn nhé. Em chỉ còn 1m8 thôi. Lịch sử chưa giờ bán giá này luôn. Và giá ngoài trường không có. Giá ngoại trưởng không có. Bên cái gì nhỉ? Cái bốn cái đầu đầu ga nó sẽ có cái chun bọc. Nó sẽ có chun bọc cho em. Lên mã hàng cũng theo số điện thoại cho em là các chị chốt đơn ạ. Toàn màu đẹp thôi các chị ơi, yên tâm luôn là toàn bộ đồng màu đẹp nhá. 1m8 2m đây. Toàn bộ hàng 1m8 2m ạ. Lên mã sản phẩm cho em là chiếu điều hòa. Kèm số điện thoại hôm nay tặng các chị nốt là giá 230. Đấy, bác nào mà giường đang loại 1m8 các chị cứ lấy 3-4 bộ cho em. Tại vì giá này em chốt rẻ hơn cả xỉ luôn đấy. Chứ khách line em rẻ giá trên line là rẻ hơn cả khách xỉ luôn. Lên mã hàng cộng số điện thoại trên là các chị chốt đơn ạ. Ok chưa ạ? 230.000. Giá này giá em tặng các chị nhé. Ok chưa ạ? 230.000 đồng một bộ các chị lên đơn hàng mà kèm ra số điện thoại cho các chị chốt. Mát lạnh luôn, không bị nóng lưng. Không bị nóng lưng. Mát rưỡi luôn đấy các chị ạ. Đấy, bây giờ đa số là nằm cái loại chiếu điều hòa ấy chị này. Chiếu điều hòa cao su non cho em 100 ạ. À quên, 230. 230.000 loại 1m8 2m các chị nhá. 1m8 2m. Tiếp theo cho em. Bây giờ lấy quần sớ nhá, quần sớ với lại áo quần sớ và đâu? Quần sớ và gì ạ? Áo điệu luôn các chị luôn này. Lên mã mới về nhá chị nhá. Quần sớ với áo mới về luôn, áo điệu. Các chị comment là quần sớ kèm số điện thoại cho em các chị chốt đơn. Đây ạ, về vẫn đủ màu luôn. Ngày nào cũng phải về bù hàng quần này. Đấy chứ ạ, ngày nào cũng phải về bù quần sớ đủ cho các chị luôn. Các chị comment mã sản phẩm chứ là quần sớ và cách số điện thoại cho em. Nhớ khách ơi không chọn màu nhá. Cái ga điều hòa là không chọn màu được đâu. Nhiều màu lắm đấy. Em với chị dơ gọi là xương xương mấy màu thôi. Áo này đủ size M lợi ích. Áo này chất tơ rồi. Con này ngã đi nhá bố ơi. Quần này là quần nào đây mà để đây này? 27 à? Cái áo này là áo điệu. Áo này là quần sóc đẹp lắm. Em đang mặc cái quần sớ đủ chị nhá. Quần sớ cho em. Lên mã sản phẩm cho em là quần sớ và cộng theo số điện thoại ạ. Quần sớ và kèm số điện thoại cho em. Em đã có màu trắng này, màu xanh lá cho em ạ. Trắng hay xanh lá. Cái mã này là em về bù nhá các chị nhá. Còn nếu mà hôm nay mà nhân viên chốt báo hết hàng thì các chị mình đặt lại của em với. Đấy, không kịp chốt đơn để trả cho khách luôn cái mã quần sớ các chị này. Mã này năm nay đang rất là hot, siêu mát luôn. Em chốt đơn cho chị dưới 60 cân nhá. Dưới 60 cân, 43, 44, 45 cân đổ lên. Tầm khoảng là 60 cân đổ với em chốt đơn. Các chị có mày là quần sớ và kèm cho số điện thoại cho các chị chốt đơn nào. Em nó có màu xanh lá này, để chạm màu trắng cho em. Tông màu đen. Ok chị ạ, tông màu đen này các chị này. Tông màu này là màu nâu các chị ơi. Màu nâu cho em. Đó, tông màu hồng này. Tông màu hồng ạ, được chưa? Và tông màu hồng đậm, em có hồng đậm với hồng nhạt các chị nhá. Lên mã hàng chỉ là quần sớ. Em tặng các chị trên line em là 110.000 một quần. Dưới 60 cân em chốt đơn. Được chưa? Quần sớ này dưới 60 cân em chốt đơn hàng ạ. Lên mã lên đơn cho là quần sớ, cách số điện thoại cho em.
À, quần số xanh lá rồi ok. Quần số này quần số đũi, chị ơi chất đũi cho em. Chất đũi nha. Chị Phạm Huệ có này. Quần Q823 chị. Ồ chị Đoan Kim, để phần chị Đoan Kim cái đi. Cho chị size 28 đi. Ok chị Đoan Kim, thế thì em để phần cho chị một cái nhá. Đoan Kim Đoan Huỳnh này. Cái quần Q823 mà giống cái quần chị để lại mặc cái kìa. Ừ để chị một cái quần Q28 nhá. À Q823 cho chị Đoan Kim Đoan Huỳnh một cái nhá. Ờ chị có đơn rồi đúng không? Thế thì chắc hôm nay bị hết hay sao, không có phần cho chị cái nào. Rồi ạ, quần sớm màu nâu ok chị Hồng Lê, Nguyễn Thị Minh. Chị Loan Ma áo Loan Kim Loan Hình có ok không, để em để phần cho nào, không có hết đấy. Tại vì hôm nay em về có thêm 7 cái thôi. Em về có thêm 7 cái thôi, không có hàng đâu. Đây đúng không, đưa chị xem là cho chị xem. Đây có đúng quần này không? Là quần hôm qua em lên đây. Là sáng nay hết sạch không còn tí nào. Em để lại cái quần size 26 thì em cũng không có. Đấy ok thì để lại em đây này. Ok luôn này, ghi luôn bên ngoài chị Loan Kim Loan Bình không có mai hết của chị, lại chị ấy lại không có đơn rồi. Đấy khách quen nhá. Ok chưa, quần sớ ạ, chị Trần Xoa có ạ, chị Tuyết Thím có ạ, chị Ánh Nguyệt có này. Rồi quần sớ chị Nguyễn Hoa rồi ok. Áo em mặc nó có là áo mặc bao nhiêu đây? D3. D3 đúng không? D3. À D3. Áo em mặc là mã D3, mỗi này các chị mặc ra vai cũng đẹp. Thấy chưa? Mặc ra vai cũng đẹp luôn. Mã sản phẩm trên là D3 cộng ra số điện thoại trên là các chị chốt đơn. Đấy mã này các chị mặc quần sớ rất là đẹp luôn các chị ơi nhá. Mã D3 cho em ạ. MLXL3 size các chị dưới 65 cân em chốt. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Mã hàng trên là mã D3 cộng số điện thoại. Em đang có là màu vàng này. Đấy chưa? Màu vàng, màu trắng ạ. Màu xanh, màu đỏ và tông màu hồng. 5 màu cho em. Vàng, trắng, đỏ, xanh, hồng ạ. 165.000 một áo các chị mình ngày hôm nay. Ok chưa? Em tặng các chị trên livestream của em là 165.000. 165.000 áo này chất tơ cho em siêu mát luôn. Các chị mix cái quần sóc bò cũng đẹp. Sóc bò này hoặc là quần sớ này cũng xinh luôn. Đó, lên mã lên đơn và cộng cái số điện thoại cho là các chị chốt đơn nào. 65 cân có XL mà. Đây là chị đang mặc size M này, size M size nhỏ nhất cho em, dưới 65 các chị thoải mái mã này cho em. Lên mã hàng cộng số điện thoại cho là mã D3 các chị nhá, đúng không? Mã D3 cho em. Quần sớ đen trắng ok chị Thủy Nguyễn Thị này. Quần sớ đen 58 con chị 6 có này. Bích Ngọc Phạm Mai ok chốt đơn hàng. Đây màu đỏ cho em. Ok chị ạ, màu đỏ này. Chị nhiều chốt đỏ lên đỏ cho em nhé. Đấy chốt màu đỏ lên đỏ cho em. Cái này nó sẽ kèm cả hoa, kèm hoa cho em. Đây màu xanh này. Mã hàng cho em là mã D3. D3 em mặc màu vàng các chị nhá, cổ vàng cốm. Năm nay đang rất là hot của màu vàng cốm. Đây màu xanh cho em. Màu xanh này rất là mát luôn. Đấy cái hoa này tăng cài các chị có thể là thích thì các chị bỏ ra được. Được chưa ạ? Không thích thì bỏ ra, mà thích thì cài vào cho em. Có thể mình cài lệch hoặc cài chút cho em được. Mã hàng cho em là mã D3 các chị nhá. D3 là 165.000 một áo. D3 cho em là 165.000. Mã hàng cộng số điện thoại các chị chọn cho màu trắng nữa này. D3 màu trắng ạ. Đây số điện thoại cho em là mình lên đơn. Đó 165.000 một áo các chị nhá, siêu rẻ luôn. Các mã này các chị vẫn đang mua hơn 300 đấy. Áo tơ cho em. Đấy chứ, áo tơ cho em các chị vẫn đang mua hơn 300.000. Em thử màu xanh luôn, mã hàng D3 các chị nhá. D3 và lên số điện thoại cho em là các chị chốt đơn ạ. Chị Hải Trần ok này chị này. Rồi D3 màu đỏ ok chị Anh Hồng. Chị Hoa Cỏ May chốt đơn, bom lỡ có này. À, áo da cái gì? Chị Lan Tuyết có này. Quần sớ hai cái ok chị Lily. Đem thử các chị xem màu xanh luôn nhá. Chất này mát lắm, chất tơ. Chất tơ mà các chị vẫn đang mua hàng 300 ngoại trường đang bán mẫu này đấy. 300.000 một cái, em tặng các chị nốt là 165.000. Thích màu xanh các chị lên đâu nào. Ok chị ạ, chốt màu xanh kiểu là áo nó kiểu suông suông đấy.
chị ơi, chốt màu xanh lên đơn cho em. Mã này là mã D3 màu xanh đấy chị nhá. D3 màu xanh cộng số điện thoại cho em là mình chốt. Xanh cũng đẹp nhỉ. Màu xanh là màu xanh ngọc ngọc. Màu xanh ngọc cho em. D3 màu xanh kèm số điện thoại cho em. Mã này là 165.000 một áo các chị nhá. 165.000. Các chị lên đơn hàng cho em là mã D3 kèm theo số điện thoại ạ. 165 cho em. Cái tay này tay chun thì chị đã bắt tay to mặc nó không bị lộ các chị này. Nó rất là thoải mái luôn. Đấy, tay chun cho em ạ, cổ chun các chị nhá, mặc kiểu bệt vai cũng được mà các chị mặc kiểu như em cũng được này. Ok chị Nguyệt Đặng, chị Loan Trần có này. Sơ mi mặc chân váy em có chị ơi, hoa cỏ may rồi. Ok bây giờ em lên sơ mi luôn nhá. Các bác cho em xin nút chia sẻ với em lên luôn mã hàng ạ. Đấy. À có một hôm này có cái mã này xinh lắm luôn ý. Để chạy mã này luôn này. Đây qua mẫu D3 luôn nhá. Có cả hồng, cả đỏ, cả trắng nữa. Để chạy hồng, đỏ, trắng, xanh, vàng 5 màu. Hồng, đỏ, trắng, xanh, vàng 5 màu có 3 size là M, L, XL. Để chạy mã này có 3 size là M, L, XL. Các chị lên đơn hàng cộng theo số điện thoại cho các chị chốt chất tơ cho em nó rất là mềm mát luôn. Qua mẫu đem ơi. Rồi lên mã này cho em. Mã này đang gọi là siêu hot luôn. Đấy, một mã hàng siêu hot luôn, em thử mặc mẫu nha. Không sai, không phi sai. Mình thử cái màu cốm lên này, năm nay hình như là đang hot cốm. Hot màu cốm luôn. Cốm màu cốm. Màu vừa mặc được thôi. Các bác nào mà kéo bụng thì cũng mặc được mã này. Có cửa là mã này dành cho chị nào gọi là eo bé bé trẻ trẻ thôi. Không dạng không chị. Bé đó, dưới 50 cân. Con này chỉ dưới 50 cân vừa. Con nhỏ. Xinh lắm nhờ không, mỗi tội là form bé phi size. Đấy chạ, mỗi tội là form này là form nhỏ phi size cho em. Mã này là mã mã gì nhỉ? D4 đúng không? D4 kèm số điện thoại cho em, 40 cân đến 50 cân thôi nhá. Mai chốt dưới 50 cân thôi, này có chun sau. Đấy chạ, chun sau. Hả? Cái em có cả màu cốm ạ, màu cốm màu trắng và tông màu gì hồng, cốm trắng hồng cho em. Trời ơi, mỗi tội là form bé thôi, con này xinh đẹp lắm luôn ý. Để chạy chất thô cho em, chất thô có 3 màu các chị nhá. Chất thô 3 màu. Thực sự luôn, nếu mà mã này mà có size số ấy, thì nó đẹp lắm. Nhưng mỗi tội là form bé thôi. Thôi ạ, giá này ạ, em xin phép em tặng thôi. Đấy, may là mã này em chỉ lấy thử thôi. Tại vì là cái này em thấy là nó đẹp thì đẹp thật. Nhưng mỗi tội là form bé. Chị nào người nhỏ các chị vào chốt mã này cho em. Chị nào người nhỏ vào chốt mã này cho em. Dưới 50 cân thôi nhá. 40 cân đến 50 cân em chốt đơn. Em mặc là màu này là màu cốm. Em mặc màu này là màu cốm. Đây là tông màu này là màu trắng cho em này. Và tông màu hồng, cốm trắng hồng 3 màu. Lấy chị móc chị treo lên cho khách xem này. Thôi em tặng các chị luôn. Thực sự luôn, chất thì được, chất được. Đấy chứ ạ, chất thì đẹp nhưng mỗi tội là form bé. Đó, lên mã sản phẩm cho em là bộ D7, D4 đúng không? Tiếc nhỉ. Chị mặc vừa, chị mặc được. Em mặc được. Dưới 50 cân rồi. Cô giữ thoải mái, đằng sau chun mà, quần có chun mà. Đấy chứ ạ, quần sau chun. Đằng sau cái này có nhún chun cho em. À, cho các chị bao tiền được. Bộ này ra phải tầm 250 bộ đấy. Đó chị là 130.000. Em tặng các chị 130.000. Tại vì là form nó không như em mong muốn. Em nghĩ là form này phải tầm dưới 60 cân cơ. Được chưa? Theo trên ảnh ấy. Nhưng mà mã này em hơi bị thất vọng một chút tại vì form nó hơi nhỏ. Đẹp thì rất là đẹp luôn nhưng mà form hơi bé.
Như là em tặng chị nào tầm dưới 50 cân các chị, mình chốt mẫu này cho em. Em nghĩ là ngày mai nhân viên thì em cũng chốt gần hết rồi. Thật sự luôn, mấy đứa nhân viên thì em nó người mignon là chốt hết đấy. Đấy. Siêu đẹp luôn, màu hồng các chị này. Lên mã lên đơn cho là bộ D4 nhá, đúng không? D4 em tặng các chị 130.000. Trời ơi, D4 em tặng 130.000 một bộ. Dưới 50 cân nhá. Dưới 50 cân nhá, các chị nghe giá hộ em với. Rồi em mặc màu cốm này. Em mặc là màu cốm. Các chị lên mã sản phẩm cho là D4 cộng số điện thoại cho em. Bác nào mà vừa lấy cả ba màu mà. Quá đẹp luôn. Mỗi tội là form hơi nhỏ thôi. Ngon bổ rẻ là có thật luôn. Các chị nhìn nàng này, chất thô rất là mềm các chị nhá, chất thô mềm. Nghĩa ra nếu mà cái hàng này nó có size to hơn thì có vẻ sướng không nhỉ? Đấy, em chỉ ước đến size 60 cân thôi, nhưng mà cái mã này chỉ chốt dưới 60 cân à dưới 50 cân thôi. Chỉ chốt dưới 50 cân thôi. Đấy, bác nào mà dưới à trên 50 cân đừng chốt nhá. Trên 50 cân đừng chốt, em chốt không vừa đâu. Đấy, chị Hạnh Thúy này, chị Nguyễn Quý này, Hồng Phú có đơn hàng. Các chị biết chị đang mua ngoài bao tiền bộ này không? Bao tiền? Đây. Chạy trắng đây. Các chị ơi, làm kiểu eo rất là đẹp luôn các chị này. Lên mã sản phẩm cho là bộ D4 cộng theo số điện thoại cho em đi chốt non ạ. Được chạm 130.000 cả bộ này cho em. Xinh ơi là xinh luôn. Cái này về các chị khâu cho em được mà. Được chạm đính trên một cái cúc là được, không hở. Đính một cái cúc vào cho em. Mình ra hiệu may ạ, mình bảo là làm cho mình một cái cúc bấm ấy. Được chạm mặc kiểu này kiểu kiểu cổ tim cho em, bình thường mà chị ơi. Bình thường cho em, mã hàng trên là mã D4 nhá. D4 và kèm số điện thoại cho em, các chị chốt đơn. Không, nếu mà chị không thích hở ấy, chị về chị cho em xin một cái cúc bấm vào. Đấy chị bộ nhé, chị Liên Trần ạ. Chị Liên Trần thì không hở đâu. Về mấy cúc gọi là da hiệu may, mình cho em một cái cúc bấm vào là ok này. Chị có được đấy, hoặc là cái này nó có đủ may đấy. Ừ. Thì chị có không? Có. Thì chị có đâu, nó bị tuột. À cái này bị tuột một cái chỉ à. Chẳng hở. Không hở đâu chị ạ, không hở đâu. Đẹp thật, nhưng mà mỗi tội là form nó bé quá các chị ơi, dưới 50 cân thôi. Dưới 50 cân thôi. Thôi bỏ qua mẫu này đi. Em đăng bài hết bài luôn, hết hàng luôn đấy. Giá này em thanh lý là hết hàng luôn đấy, 130.000 bộ. 130.000 bộ D4 cho em, đỏ. À quên, màu hồng này, màu cốm và tông màu trắng. Hồng cốm trắng ạ, lên mã sản phẩm cho em là D4 và kèm siêu số điện thoại cho là các chị chốt đơn à. Đấy chưa, qua mẫu luôn đi, lấy chị cái ấy đi. Hay cái hồi. Ờ, chất sướng. Lên áo đi, nó quần sóc thì quần sóc khó gì ạ. Ờ, lên áo điệu nhá, các bác ơi, tiếp tục mình lại chiến đấu mà áo điệu đi. Đây, tiếp theo mã áo sơ mi cho em này. Rồi D4 bác nào vừa thì cứ lấy đi, giá đẹp cho các chị nhất rồi. Em bán lỗ luôn đấy. Tại vì form bé là em về em xả lỗ luôn đấy. Rồi mã này các chị có mấy là áo này, mã D5 cho em. D5 cộng số điện thoại ạ. D5 cộng số điện thoại cho em mã này đấy. Sẽ gọi chị xem có mấy size đấy. SML có ích không? Dưới 65 cân. Đấy chứ ạ, 44 cân đến 65 cân em chốt đơn. Đấy, cái chất u mì cho nó thoải mái. Nó co giãn này chị em mình mặc nó thoải mái. Tay của nó sẽ pha chất con tơ cho em. Tay pha chất tơ cho em và cổ là cổ gen các chị này. Cổ gen. Đó, mã này các chị comment là mã D5. Cách số điện thoại cho em. Mã này cho em là 175.000 đồng một áo.
Đó, D5 là 175.000 ạ. Các chị lên mã sản phẩm cho là D5 cộng theo số điện thoại. Mã này hôm nay mới về bù các chị nhá, mới về bù. À, mã này còn chưa về bao giờ nhỉ? Chưa. À, là trước có lẫn mấy cái thôi. Hôm nay mới về bù được hàng này. Mã này mã D5 cho em 100 bao nhiêu? 175.000 các chị ngày hôm nay nhá. 175.000 đồng ạ. Các chị lên mã sản phẩm cộng theo số điện thoại cho các chị chốt. Ok chưa ạ? 175.000 ạ. Comment mã hàng và kèm theo số điện thoại cho em. Mã hàng D5 ạ. A10 là mã nào? Gen 969 là cái nào nhỉ? Rồi D5 các chị lên đơn nhá. Đâu ra chị hơi phí là cái nào? Chị này cho chị Loan. Chị mã 165.000 đấy. Trước mặt em đi lên tí. Chị 69 chân em đó. Cái đấy cây chấm bi này. À, cây chấm bi à? Rồi ok chị đợi em tí nhá. Còn đủ 2 số chiều này vừa đến ngay. VIP 4 á. Bộ VIP 4 thì còn chứ làm gì có áo nào VIP 4 chị. Đó là cả bộ ấy chị ơi. Đó là cả bộ nhá. Chị Trần Thùy có này. Ờ, chị Ngoan Nguyễn đây. Đấy là bộ đấy chị ơi. Đơn hàng em vẫn đơn hàng hôm qua nhà em gọi chốt xong rồi chị ơi. Đơn hàng hôm qua gọi chốt xong rồi ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là mã D4 ạ. Kèm theo số điện à D5. Mã hàng D5 kèm theo số điện thoại cho em là các chị chốt đơn hàng. 175.000 đồng một áo các chị nhá, 175.000 em có đủ size các chị từ 43 cân đến 65 cân. 43 cân đến dưới 65 cân em chốt đơn. Được chưa ạ? 43 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Mã sản phẩm cho là D5 cách số điện thoại cho em. Chị Hằng Nguyễn cho em xin lại số điện thoại của chị với. Cho em xin lại số chị nha. Cho em xin lại số đi ạ. Đây. Mã đây giá 969 đây. À chị đang hỏi mã này đúng không? Đây lên luôn. Cho chị một cái quần sát trắng này, quần sát trắng này. Rồi, em lên chiếc áo đá các chị nhá. Lấy chiếc áo đá đi, nhiều áo đá đẹp và em còn chưa kịp lên hết đây. Đủ size đủ số luôn. Đây lên mã này đá 939 đây ạ. Đá 939 và kèm số điện thoại các chị nhá. Mã này là 165.000 một áo. Em có đủ size là MLXL 3 size. Đấy chứ ạ, đủ size MLXL 3 size, đá đẹp và hàng 2 lớp cho em. 2 lớp ten lưới chị yêu nhá. 2 lớp ten lưới. Mã này các chị lên đơn hàng cho đá 9, đá 969 đúng không? Vâng. Rồi ạ, 969 ạ, 165.000. Các chị mình cứ dưới 65 cân đổ về em chốt đơn hàng mã này. Dưới 65 cân đổ với em chút mã đá 969 ạ. Các chị comment đúng mã hàng mà cộng số điện thoại cho em là mình lên đơn các chị nhá. Rồi D5 các chị em qua mẫu rồi ạ. Bắt nào. Chị Phạm Thị Thảo ơi. Mã này là mã đá 969. D5 làm gì có cái chấm bi nào hả chị? Nhìn kỹ của em mã cũng lại bảo em nhầm mã. Khổ lắm cơ. Mã này cho em là mã đá 969 chị ơi, 165.000.
Đấy chạy, đá 969 và kèm theo số điện thoại cho là các chị chốt đơn nhé. 165.000 một áo, chất co giãn cho em thoải mái. Đấy chạy, chất co giãn thoải mái dưới 65 cân đổ với em chốt đơn. Dưới 65 cân đổ với em chốt đơn hàng. Cái tay này các chị mặc nó không bị rộng các chị này. Và phần cổ ren đính đá cho em, cổ ren đính đá và chất co giãn hạ, co giãn rất là thoải mái. Dưới 65 cân em nhận đơn đá 969. V2 là cái mã nào mà khách hàng hỏi nhiều thế nhỉ? Đấy, cổ mua. Đâu? Đây em xem cái mã V2 là mã nào mà các chị hỏi em từ lúc đầu bây giờ. À. Rồi V2 đợi em tí em lên luôn. Còn V2 chị ơi, V2 các chị thích chốt bao nhiêu cái cũng có. Đấy, đầu like các chị đã hỏi em rồi mà em không nhớ mã nào, bây giờ mới nhớ ra là mã này. Sụn, còn sụn khớp chị ơi, chị Nguyễn Thị Lý nhá. Còn sụn cá mập em còn. Chị có lên mã hàng chứ là sụn cá mập và cộng số điện thoại cho em. Sụn cá mập vẫn bán trên giá mọi khi đúng không? Mọi khi là giá sale rồi đấy. Áo trước là mã khác chị ơi. Chị Trần Thu có, Nguyễn Thị Liên có. Mã này là đá 969. Đây chị ơi đúng không? Đây là mã V2 này đúng không? Đúng đấy. V2 cho em đủ size MLXL. V2 đủ size MLXL. Các chị lên đơn hàng và kèm cho số điện thoại cho em. Đây em thử các chị xem cái màu này. Toàn màu đẹp thôi. MLXL đủ size các chị từ 40 đến 63 cân. 969 em qua mẫu luôn các chị nhá. Quên lấy chị mấy cái mã áo đá nhiều số lượng nhiều vậy. Đá khổ á. Đây con này các chị mặc cái quần sóc đẹp. Chị ạ, mặc cái quần sóc đẹp luôn nhá. Em mặc màu nâu đây. Màu nâu mã này có đủ size MLXL. Các chị dưới 63 cân, 64 cân đổ với em chốt đơn. Đấy toàn bộ hàng queen cho em từ 45 cân. 45 cân đến tầm 65 cân thoải mái. 45 đến 65 cân em chốt đơn. Các chị chọn cho em màu xanh này. Ok chị ạ, mã V2 màu xanh này. V2 cho em ạ, tông màu trắng. V2 cho em ạ, tông màu đen này. V2 cho em ạ, tông màu cam đào. Và V2 cho em tông màu nâu. Kèm theo số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn. Mã này là bao tiền em ơi? Mã V2 ấy 180.000 một áo chị ơi. Mã là 180.000 cổ vuông đây. 180.000 đồng. Các chị comment là mã V2 cộng theo số điện thoại. Nay nhận được đơn hàng ạ, đẹp lắm. Quần shop quần Quảng Châu 4 bộ nữa đẹp lắm. Cảm ơn chị ạ. Kem chống nắng còn chị Nguyễn Thị Minh ơi. Chống nắng Nhật đây chị này. Đó, chống nắng Nhật đây. Các chị lên mã sản phẩm cho là chống nắng cộng số điện thoại. Em tặng các chị nốt 49 đồng mình lấy kèm đơn hàng cho em. 49 đồng một tuyết chống nắng Nhật nhá. Dây gấu hình như là hết rồi sao ấy chị ơi. Dây gấu hình như còn có 1-2 thùng thôi. Đấy, mã này các chị ơi là chống nắng Nhật ạ. Chống nắng Nhật, chống nắng Sunisa cho em. Asena cho em ạ. Lên mã hàng cộng số điện thoại cho các chị chốt đơn. Hết cái gì? Áo này là mã V2 180. V2 là 180.000 một áo. Em có đủ màu đủ size luôn là MLXL. Được chưa? MLXL mẫu này các chị mặc quần sớ cũng đẹp này. Em đang lười thay quần sớ ra. Quần sớ hoặc là quần sóc hay chân váy. Quần sớ, quần sóc hay chân váy ạ. Các chị lên mã sản phẩm cho là V2 ạ. Kèm theo số điện thoại cho em đủ size MLXL. Đem thử các chị xem cái màu xanh này. Màu xanh kiểu màu xanh lạ lạ ấy. Kiểu màu xanh lạ cho em rất là đẹp và chất nó mát lắm các chị ạ. Chất nó siêu mát luôn. Mã này là 180.000 một áo các chị nhé. 180. Toàn bộ hàng queen cho em rất là đẹp. Mai à? Khổ thân con bé. Ôi các chị này, nhìn cái màu cho em này. Xinh ơi là xinh luôn. Lên mã lên đơn và kèm ra số điện thoại cho em. Mã này là mã V2 chị nhá. Màu xanh, xanh trắng hồng ạ. Đen nâu các chị nhá, xanh trắng hồng đen nâu. Đấy, màu rất là đẹp luôn. Mã V2, bộ 16 em còn. Chị Tu Hiền ok em chốt đơn. Áo cổ vuông là mã V2 chị Loan Nguyễn ơi. Mã này là mã V2 cho em. Mã cổ vuông nhà em rất là nhiều mã cổ vuông luôn. Mình comment như thế là bị sai. Không lên được đơn đâu chị ạ. Mình comment đúng mã hàng ok. Chị Sư Tử ok chốt đơn hàng ạ. Chị Hường Trần V, V2 này. Ngày mai báo nhân viên của em luôn nhá. Không có hết tại vì là mã này ạ. Bây giờ đang cháy hàng rất là hot luôn. Và chất nó mát lắm chị ạ. Chất mát. Mã này các chị mặc nó không bị lộ bụng nhá.
mà không bị lố bụng luôn. Lên mã sản phẩm là mã V2, cộng cho số điện thoại, đủ màu đủ size luôn. Em thử cho em cái tông màu, màu này em gọi là màu cam đào các chị nhá, màu cam đào cho em. Đấy, MLXL3 size đủ size số luôn các chị, từ khoảng là 45 cân đến tầm 65 cân. 43 44 cân đổ lên các chị cũng mặc được, nhưng mà nếu mà 43 44 cân là cổ các chị phải đầy đầy một tí. Đấy. Siêu xinh luôn, mã cổ vuông này. Có một mã nữa nhún nhún là ngực đúng không? Có một mã nữa đấy. Đây, màu này màu cam đào cho em này. Màu nào cũng đẹp luôn. Lên mã lên đơn và cộng số điện thoại, chất nó mát lắm các chị ạ. Mặc nhẹ tênh luôn. Đây, mã V2 cho em các chị nhá. V2. Chị Hoàng Tâm có, Hạnh Nguyễn có này. Xem một chị xem V4 còn không? Chị Nguyễn Tâm có, Hoàng Yến chốt đơn hàng ạ. Để em tí em kiểm tra lại chị nhá. Nhiều mã của em không thể nào nhớ được hết luôn ý. Nâu xanh này. Cái trạng đen trắng cam đào 5 màu. Nâu xanh đen trắng cam đào 5 màu cho em các chị, chọn cho em màu và chọn size vừa. Có size số các chị nhá. Có size số, mã hàng là mã V2. Quần trắng em mặc là mã Sóc 223 chị ơi. Sóc 223 cho em hàng Quảng Châu. Quần này là 235.000. Quần sóc là 235.000 ạ. Form mà lên đẹp lắm chị, sư tử lấy thêm một quần sóc này mặc à chị này. Quần sóc này mặc nó mặc có sướng, nó êm lắm. Lấy quần này mặc chất nó đẹp. Thi thoảng em mới vượt được cái mã hàng Quảng Châu đẹp như này thôi. Đấy, các chị thấy bao nhiêu ngày hôm nay có quần trắng bán đâu. Các chị hỏi em có bán đâu. Hôm nay mới về được hàng. Đây mã khác. Không, có một mã cũng kiểu cổ như này xong là nó kiểu như nhú. Đây, các chị đang hỏi xem là cái mã đấy còn không kìa. V4 hay V5 gì đấy. V4 là mã nào? Mai mã V2 nhá. Chị Dương Mến có, chị Trần Thu này. Chị Lê Vân Trần Hà, ok em chốt đơn hàng. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho các chị chốt nhá. Rồi em qua mẫu luôn này. Đen cũng không cần lên màu đen nữa nhá. Chị nào thích màu đen các chị lên đơn. Màu trắng thì các chị comment mã. Để chạm màu trắng đây. Chất toàn bộ chất tơ cho em nó rất là mát. Em qua mẫu luôn này chị này. Đưa chị cái mã kia đi. Mã đấy là mã bao nhiêu đấy? Đây á? Ừ. Mã này mã V5 à? Bên này V4. Đây là V4 đây. Mã này là mã V4 đó tình yêu. Cũng là hàng của Queen cho em. Đứa nào lấy chị size L đây vậy? Trong mẫu thôi bọn nó. Đây chắc là hàng trong mẫu. Em thử xem cái màu cốm cốm, năm nay đang hot màu cốm này. Để chạy, mã này các chị comment là mã V4 nhá chị yêu. V4 cộng số điện thoại cho em. Ok chị ạ, mã V4 này. Đấy. Toàn bộ nó chất tơ hết. Đây mã này mã V4 cho em. Em đang mặc quần sóc các chị nhá. Các chị mình cái chân váy rất là đẹp. Chân váy bút chì, chân váy xòe. Mã này sẽ là mã V4. Kèm theo số điện thoại cho em, mã này bao tiền? 175.000. Em đang có màu này, em gọi là màu cốm này, xanh cốm này. Tông màu thứ hai là tông màu trắng. Ok chị ạ, tông màu thứ hai tông màu trắng. Tông màu thứ ba là tông màu hồng. Tông màu thứ tư là tông màu tím. Tông màu thứ năm đây mà tông màu đen. Mã này có đủ size các chị nhá. Đấy chị ạ, tông màu thứ sáu cho là tông màu này là em gọi là tông màu đỏ gạch này. Và tông màu thứ bảy cho là tông màu xanh. Xanh này em gọi là màu xanh lạ các chị nhá. Màu xanh lạ cho em. Nên mã sản phẩm cho em là mã V4 ạ. Cách số điện thoại cho em mình chốt đơn. Con này chốt đơn các chị từ khoảng là 43 cân đổ lên tầm 62 cân đổ về. 43 cân đến 62 cân đổ về em chốt đơn. Mã hàng cho là mã V4 cho em 175.000 một áo. Các chị chọn màu chọn size vừa cho em. Chọn màu chọn size vừa mã V4. Ok chị Trinh Đinh Điên Đoàn Minh Huệ ok. Quần sóc em mặc thì nó có cả hai màu đấy. Có cả màu đen với màu trắng. Sóc em mặc là sóc 223. Đấy chạy, sóc 223 có cả màu đen, màu trắng. Các chị lên mã hàng và kèm cho số điện thoại. Form lên đẹp lắm các chị này. Đấy chạy, đúng quần không bị ngắn các chị nhá. Đấy nó không bị gọi là rộng cái ống quá. Đấy chạy, rất là gọn luôn các chị yêu. Mã quần là quần sóc 223 cho là 235.000 một quần. Còn áo là 175.000. Áo là 175, mã hàng cho là mã V4 á. Mình chọn màu chọn size vừa cho em. MLXL em có 3 size. MLXL 3 size, lên mã hàng cộng số điện thoại cho là mã V4 nhá. Còn em mặc là mã sóc 223. Chị Thảo Nhân có ạ, chị Liên Đoàn ạ, chị Tấu Nguyễn ok em chút đô nào. Lên mã cộng theo số điện thoại cho là các chị chốt nhá. Siêu xinh luôn như thế này.
Sen Phạm rồi, chị Loan Nguyễn có này, chị Sáu Nguyễn có này. Đây em thử lên cái màu màu đỏ gạch các chị này. Đấy, chị size này chị mặc nào được chị. Đây hay thử lên màu tím đi, màu tím thì trông cái tím cà cũng đẹp này. Đấy, chạm màu tím hoa cà này cũng đẹp này. Đấy. Màu tím hoa cà này cũng xinh các chị nhá. $175.000 M. Gấp cái size L vào cho chị đi. Đừng treo nhiều mẫu đấy. Ra đừng treo L đấy không, chị không tìm được hàng đâu. Không, tí nữa không phải treo đâu, bỏ hết xuống đi. Bỏ hết kia xuống. Không còn hàng đâu. Gần hàng hết rồi, tụi này báo hết. Bay hết rồi, nhiều một đống còn một tí. Gần hết rồi, mẫu này còn tí tẹo. Đây một tí cho em. Mẫu này các chị thích mặc bề vai cũng được nhá. Mặc ra vai cũng được, mà các chị thích mặc kiểu như em cũng được. Đấy, em cứ thích gọi là mặc như thế này thôi, cho nó đơn giản. Đấy chứ, nhẹ nhàng đơn giản luôn. Đấy, bo gấu một chút cho em, bo chun cho em các chị nhá. Mặc rất là thoải mái. Mã cho em là mã V4 ạ, màu tím các chị này. V4 màu tím cộng số điện thoại cho em. 175.000 một áo mã V4 ạ. Ok, chị Tạ Mai này, chị Hường Trần có trắng tím xanh, chị Nguyễn Hân có, chị Nguyễn Thuận ok. Hồ Thị Tâm chốt đơn hàng. Đây các chị ơi, có cả màu đen nhá. Màu đen, màu cốm này. Đấy chứ ạ, đen mặc thử đỏ gạch luôn. Màu đỏ gạch này cũng xinh nhá. Các chị ơi, quần trắng này mix với cái gì cũng đẹp. Quần trắng, quần đen ý. Đấy, mix với cái màu nào cũng đẹp luôn. Đấy, những cái tông màu mà ví dụ là đỏ, hồng hay là những cái bông màu quần ý. Những cái tông màu gọi là màu nóng các chị mix đồ rất là khó. Nhưng mà với tông màu đen trắng thì mix với cái gì cũng đẹp. Cho chị màu của bảng màu của cái đấy đi. Bộ cổ vuông ấy. Đâu cái bộ lanh nhung cổ vuông hôm nay mới về ấy. Đấy chị này, đây là đỏ gạch cho em. Đỏ gạch và kèm số điện thoại ạ. Mã hàng trên là mã V4 đỏ gạch nhá các chị ơi. Vẫn đủ size MLXL. Đó, đủ size MLXL màu đỏ gạch kèm theo số điện thoại cho em. Chị Bùi Thanh Thủy có này, chị Đinh Oanh có, Nguyễn Thị Trang, Sen Phạm chốt đơn. Được chưa các chị ơi, lên mẫu nữa nhá. Nhiều mẫu lắm. Đấy chứ ạ, nhiều mẫu lắm luôn. Hồng này chị nào thích nhẹ nhàng các chị lấy màu hồng này cho em. Đấy, nó vẫn đang đủ màu đủ size luôn ý. Đủ màu đủ size luôn ạ. Lên mã hàng và kèm được số điện thoại cho là các chị chốt đơn. Xinh ơi là xinh luôn. Kiểu trông nó kiểu tiểu thư. V5 đúng không? Rồi mẫu V5 cho em. Đủ màu ạ, size số. Nói chung là cũng xem nhau một chút. Size số xem một chút. Mã hàng lên là V5 ạ, kèm theo số điện thoại cho em là các chị chốt đơn. Có khi là mang nhân dịp cái con ăn nhiều nhất nhà nó nghỉ mình lại đi nó ăn chứ. À đây là mã bao nhiêu? V5 ạ. Mã V5 cho em. Đây các chị nhìn màu nâu này. Thấy chưa? V5 màu nâu và kèm số điện thoại cho em. Mã này là bao nhiêu tiền anh? 180. Mã này là 180.000 các chị nhá. 180.000 một áo. Mã hàng lên thì là mã V5. Đấy, mẫu này kiểu là cũng là kiểu dạng cổ vuông nhưng bên này của nó sẽ là hơi một cái đường viền cho một chút. Đấy, hơi kiểu cổ V cho em ấy. Hơi VV cho một chút này, bo gấu bên dưới. Hôm nay em có MLXL3 size. MLXL3 size các chị có, em có màu xanh lạ nữa các chị ơi, màu xanh lạ này, tông màu vàng cho em, ok chưa, tông màu trắng này, tông màu đỏ gạch này và tông màu em mặc là màu nâu, đủ màu luôn các chị nhé, tông thêm tông màu đen nữa,
thêm cả tông màu đen nữa cho em ạ. Mã hàng chưa là mã V5 cộng số điện thoại 180.000. Size để chốt đơn các chị từ khoảng là 44 cân đến trong khoảng là 62 cân đổ về. 44 cân đến 62 cân đổ về em chốt đơn hàng, mã hàng chưa là V5. Các chị comment nếu cho em là chuẩn mã cộng số điện thoại ạ. À, sẵn nách có chị ơi, Thúy Anh Vũ có, Hào Hào Võ có đơn hàng ạ. Chị Nguyễn Huyền có đơn hàng ạ. Đấy mình cứ chọn màu chọn size vừa cho em toàn bộ hàng queen ạ, chất siêu đẹp luôn. Chất này toàn bộ chất tơ cho em rất là mát luôn các chị yêu nhá. 180.000 một áo. Mã này chỉ là 180. Đấy, màu đỏ gầy cho em này. Màu trắng này. Ok chưa ạ? Màu vàng đấy chị ơi, màu vàng này và tông màu xanh lạ. Lên mã chuẩn mã cho em cộng số điện thoại cho là mã V5 các chị nhá. À, áo đá 250, nhìn đội chị xem đá 250 còn không em ơi? Đá 250 không còn á? Xem lại xem, hình như còn mà, mã đấy hôm qua mới về mà. Thế à? Để chị hỏi xem còn hàng không. Rồi V5 cho em các chị nhá. Thanh Thúy đặt lại hộ em với 960 kẻ ngang còn không? Ba ba hai xem mọi chị xem có những size gì. Chị ơi, cái mẫu đấy thì hình như em hết rồi ý. Đang kiểm hàng nhưng mà còn có đúng 1 hay 2 con thôi. Màu nâu 63 cân mà XL cho em. Chị Lệ Sầu comment mã hàng cho em đi tình yêu ơi. Đấy chứ ạ, mùa hè các chị mặc cái chất này siêu đẹp luôn. Mặc đi chơi du lịch đều đẹp luôn các chị nhá. Ví dụ mặc có thoải mái, dễ chịu. Chất như gọi là nhẹ tênh luôn, chất tơ mà các chị. Chất tơ cho em. Mặc có thoải mái lắm ý. Đấy, chị nào chút màu trắng các chị lên đơn. Quần trắng em đâu, quấy lại là áo trắng thì nhìn trông nó không được nổi lắm. Thì em vẫn mặc thử các chị mình xem luôn nhá. Kiểu cái màu trắng luôn này. Comment chuẩn mã hàng cộng theo số điện thoại ạ. Đây bác nào chốt trắng các bác lên màu trắng cho em. Mã hàng chưa là V5 màu trắng. V5 màu trắng. Chị Hương có lấy thêm bộ lanh nhật không? À bộ lanh nhung không? Lanh nhung em có về mẫu, mưa nó có tay đấy. Em mới về mẫu thôi. Đâu nhỉ? Bộ đem soạn đã chưa? Bộ cổ V ấy. Đấy, 3 bộ chị để áo đi. Không phải bộ này, nàng ơi là nàng, hôm nay nó có về mã nữa. Nó là mã cổ vuông, chị đã bảo lấy mã cổ vuông mà tại sao cứ lấy cổ tim làm gì? Có mã mới không bán này để dành à. Về luôn, một mình chị vừa like, một mình chị vừa kiểm mã, một mình chị vừa xem giá tiền. Rất là dễ cáu luôn đấy. Đủ màu chưa? Đây. Rồi đủ 5 màu luôn. Các chị này, đây là cổ V cho em. Đây là bộ lanh nhung các chị nhá. Lanh nhung cổ V. Rồi V5. Năng ngắn còn mấy cái thôi, lúc nãy em lên hết rồi chị ơi. Chị Đình Ngọc ok chốt V5 màu nâu này. Mã này các chị lên tiếp cho em nhá. Mã cho em là bộ B. Bộ B bao nhiêu đây? Em cảm ơn chị Nguyễn Thị Minh. Mệt thực sự cái thời tiết này. Đấy, tiếp theo mã này sẽ là bộ B25. Bộ lanh nhung có tay và cổ vuông. Dự là con này hết hàng luôn trong vòng một nốt nhạc. Vì cái này có tay cái chị này. Mã này là có tay cho em. Xinh ơi là xinh luôn. Mã mới về. Đó, rồi ôi giờ này vẫn còn hơn 500 người xem thế này. Chết em. Em đang muốn nghỉ mà các chị vào xem đông thế. Đấy chứ ạ, bộ này là bộ có tay cho em. Ok chưa? Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ của nó là bộ hãng. Toàn bộ là bộ hãng cho em. Các chị lên mã lên đơn cho là bộ B25 cộng số điện thoại. Các chị chọn màu xanh này, màu cũng có bảng màu như là bộ B37 ấy, nhưng mà cái này nó sẽ là có tay nhá các chị nhá. Bộ có tay và cổ vuông.
thời tiết nó rất là khó chịu luôn ấy. Mệt. Ô, cái này nó có cả khóa sườn luôn này. Một bộ len như này thì quá xứng đáng luôn. Có chứ. Hàng nó sẽ về bù chứ không phải là không bù. Đây, cái này là khóa sườn cho em. Được chưa? Siêu đẹp luôn. Ôi, hết chút chấm. Các chị nhìn hàng này. Đấy chạm cổ vuông. Thực sự luôn ạ, đang rất là nóng các chị ơi, mặc cái bộ này mặc lên mát lạnh luôn, nó là bộ len nhung. Đấy chạm bộ len nhung, mẫu em mặc màu xanh các chị nhá. Màu xanh thì chị nào được màu xanh nào các chị lấy hoa nào mình lấy hoa đấy cho em, nó sẽ có hai màu xanh như này. Để em zoom luôn các chị xem luôn, nó sẽ có hai màu xanh nhá các chị nhá. Được xanh nào mình lấy xanh đấy, màu xanh nào cũng đẹp. Đấy chạm nó sẽ có cả vàng đậm vàng nhạt các chị này. Đấy chưa ạ, vàng đậm vàng nhạt cho em ạ. Màu này là vàng đậm này, có đây tông màu vàng nhạt này. Và tông màu em ơi thiếu màu đấy. Thiếu một màu nữa là màu gì đấy, em nhìn lại đi. Thế như là có một, không, không phải. Không phải. Ở đâu? Đúng rồi, thiếu một màu hoa nâu nữa. Xem của chị xem có màu đỗ không, màu đỗ không? Màu đỗ có không? Đây có hoa nâu này. Ok chị ạ, hoa nâu cho em này. Ở đây là hoa đỏ các chị nhá, màu đỏ này. Màu vàng ạ, màu vàng em có hai màu vàng nhá, vàng đậm vàng nhạt. Để chạm màu xanh cũng thế. Màu xanh có hai màu xanh, được hoa nào lấy hoa đấy cho em. Mã này sẽ là 155.000 một bộ cho em. 155.000 đồng ạ. Phong các chị từ khoảng là 45 cân đến tầm 60 cân. 45 cân đến 60 cân em chốt đơn ạ. Bộ sẽ là bộ B25, cách số điện thoại cho em mình lên đơn. Trời ơi, bộ này còn đang nhân viên còn đang muốn để dành như sao ấy, nó cất kỹ quá. Để chạm với lại nhiều mã hàng em không thể nào em nhớ được hết luôn mẫu bộ B25. B25 cộng theo màu số điện thoại cho em các chị chốt đơn. Em bảo rồi ạ, toàn bộ màu đẹp, chất đẹp luôn. Em ơi, không có về size L à. Thấy không? Tại vì mã này em mới chỉ về mẫu thôi. Các chị cứ lên đơn cho em, hàng này bắt đầu bây giờ mới trả hàng. Bây giờ bắt đầu mới trả hàng, các chị nhìn bảng màu cho em này. Toàn bộ hàng công ty đẹp xuất sắc luôn. Mà chất len này đã qua xử lý vải rồi, cho nên nó không bị nhăn như cái hàng len thường. Đấy, bộ này là bộ B25. B25 chị ơi, B25 cho em. Mình comment đúng mã cho em với chị nhá. Bộ trên là bộ B25. Đây màu xanh này, có hai màu xanh cho em. Hoa nào cũng đẹp, mà hoa này mặc nó nhẹ mà mát lắm. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ bộ hãng cho em như này ạ. 155.000 bộ các chị lên đơn. 155.000 bộ các chị ơi, bộ cổ vuông mà có tay cho em các chị nhá. Đấy, mình chọn cho em màu và chọn size vừa cho em. Chọn màu, chọn size vừa. Lên mã, lên đơn và kèm theo số điện thoại cho các chị chốt. Xinh ơi là xinh luôn, mã bộ B25 các chị này. Chọn luôn. Đấy, chị Hà Thu comment lại mã hàng chị ơi. Áo đá 096 còn không? Hình như vẫn còn đi chị ạ. Mình cứ lên mã hàng, ngày mai các bạn đi viên em sẽ báo. Đấy các chị này, màu này tông màu, màu này em gọi là màu nâu các chị nhá. Đúng không? Nó vẫn là màu vàng nhưng mà nó là vàng đậm đấy. Đấy chắc là màu vàng, là vàng đậm đấy ạ. Ba màu vàng liền. Đấy, được màu vàng nào các chị mình lấy màu vàng đấy cho em nhá. Em thử màu hoa vàng này luôn, màu này màu vàng đậm cho em. Cái lên chưa? Cái là cổ vuông đấy. Có cổ vuông không? Có cổ vuông kiểu này không? Cổ có cái vuông có cái kiểu này không? Cái cổ vuông mã này, mã này, mã này. Đây là cổ tim à? Đây cổ tim chưa bán nữa. Mã đấy cũng là mã B37. Nhưng mà nó là màu khác, chị thu lên màu này thế nào? Màu này thì xong ra thì có qua bỏ được không? Thế thì lên mã khác. Đỏ xanh vàng. Đây. Các chị nhìn màu cho em này. Rất là thoải mái luôn. À, đằng trước của nó sẽ là kiểu cạp như này các chị nhá. Đằng trước cạp và đằng sau là chun. Mã sản phẩm cho em là bộ bộ này là bộ B25 các chị nhá. B25. Cái này là sẽ có khóa sườn. Để chạm khóa vật lệ, khóa sườn cho em ạ. Lên mã hàng và kèm theo số điện thoại cho các chị chốt. B25 cho em là 155.000 ạ. Mình chọn màu, chọn size vừa cho em. Chọn màu, chọn size vừa mã bộ B25. Chị Nguyễn Thanh, nhà Lê Nguyễn Dung ạ, Phùng Nguyệt, ok em chốt đơn hàng ạ. Màu nào mặc lên cũng xinh. Thế luôn các chị ơi, cái bảng màu công ty ấy. Đấy các chị này, hoa này mặc lên, các chị cứ mặc lên cả cây cho em. Đấy hoa nó không gọi là nó quá là kiểu là màu nó quê đâu các chị ạ. Đấy, các chị nhìn màu này. Đấy chứ ạ, bộ lanh cho em, lanh nhung các chị nhá, chất lanh nhung, siêu đẹp luôn. Mã hàng sẽ là bộ B25 mà kèm số điện thoại, toàn bộ hàng của Sana cho em.
Để chặn toàn bộ hàng đăng ký độc quyền luôn ạ. Chất lượng của nó gọi là quá tuyệt vời luôn. Mã bộ B25 các chị nhá. Chọn màu chọn size vừa. Em thử các bác xem cái màu hoa to nhá. Để chặn màu hoa to, hoa vàng to này. Đấy, hoa to của hoa nhí. Màu vàng này là màu vàng hoa to này. Còn đây là màu vàng hoa nhí cho em. Hoa nhí thì có hoa nhí đậm, hoa nhí nhạt. Để chặn hoa nhí màu đậm và hoa nhí màu sáng cho em. Đây là hoa nhí màu đậm này. Đây là hoa nhí màu sáng này. Còn đây là hoa vàng to. Các chị nhắc hoa vàng to cho em. Đấy, màu đẹp lắm cái bảng màu. Đây mã lên đơn và cộng thêm số điện thoại cho em. 155 một bộ lanh. Lanh nhung xịn. Cái hàng rẻ được. Cái này bộ này không có như bộ qua ấy, là còn lỡ đến trên trên đầu gối. Cái ngày trước sờ vào cái chất cái bộ lanh mà mấy chục nghìn không thể nào ngửi được. Chất nó nhăn như kiểu là cái rẻ. Đây bộ B25 đây, cổ vuông cho em, kiểu đẹp lắm. Đây các chị nhìn màu vàng này. Chạm lên mã lên đơn toàn bộ là bộ B25 màu vàng hoa to các chị nhắc. Đây là vàng hoa to. B25 vàng hoa to. Chị Đặng Phương Phạm Huệ này. Ok em chốt đơn comment một lần một đúng số điện thoại cho là mình lên đơn thôi chị ơi. Đây, đây là vàng hoa nhí. Hoa nhí màu sáng. Để chạm có đây là màu đỏ cam cho em. Màu đỏ cam các bác chọn màu chọn size vừa cho em nhé. Chọn màu chọn size vừa. Ui nhiều màu lắm các chị ạ, mà toàn màu đẹp thôi. Bảng màu các chị không chê được cái màu nào luôn ý. Không chê được màu nào luôn. Các chị lên mã sản phẩm cho là B25 cộng cho màu với số điện thoại ạ. Có xỉ lanh nhung chị ơi. Có xỉ bộ lanh nhung nhá. Mình cứ lên mã hàng cho em đi. Lúc nào mà nhân viên em chốt đơn thì nhé, em sẽ báo giá xỉ cho các chị sau. Đẹp lắm luôn đấy chị ơi. Thoải mái. Bộ lanh các chị nhìn đứng lên mạng ôm sát ôm bó vào như này nhá. Tại vì bộ lanh nó sẽ không giãn như kiểu là chất cốt tông với chất u mì đâu. Cho nên là các chị mặc thoải mái cho em. Mặc rộng rộng thoải mái cho em. Em cứ thích nếu bộ lanh là mặc càng rộng càng tốt. Áo đá em có lên nữa đây. Chị ơi bình tĩnh nhá, từ từ đã. Có mã đá thủ. Đây đúng không? Vâng. Đây một mã đá cổ luôn. Đỉnh tan rồi đấy. Đây đá 33 lên chưa? Lên rồi, đá 33 lên rồi. Rồi ok này, bỏ ra ngoài kia cô lại bảo là hết hàng này. Cho xin một cái quần sóc bò hàng xịn đi. Lấy hàng khói đi. Ở chân chị đi đấy. Đây. Lên các bác yêu nhà mình một cái quần bò khói hàng xịn nhá. Sóc bò khói hàng xịn. Thấy chưa? Mã hàng là Q103. Q103 là quần sóc bò khói. Q103 size 26, 27, 28. Size 26, 27, 28. Hàng cao cấp cho em một con quần sóc bò như thế này. Đấy, cái này sẽ có kèm dây lưng. Một con sóc bò khói hàng xịn này các chị này. Ôi các chị ơi, đẹp dã man luôn. Nên lấy chị size 27 đi. Size 26 chị nhìn thấy eo bé. Chắc chị mặc size 27 rồi. Ok chị ạ, lên mã sản phẩm trên là Q103 cộng số điện thoại ạ. Size 26, 27, 28 cho cái này vào túi luôn này. Xinh ơi là xinh luôn, hàng VIP nhé các chị ơi. Ngon bổ rẻ sang xịn mịn luôn. Con này nó sẽ có dây lưng đi kèm. Đây một cái dây lưng da đi kèm. Mã hàng cho là Q103 nhá. Q103 cho là 269.000 đồng một quần cho các chị luôn. Báo giá luôn là ui dây lưng da xịn chưa. Các chị nhìn kèm cái dây da của nó luôn này. VIP ơi là VIP luôn ạ. Mã hàng cho là mã Q ạ. Q103. Quần này quần hàng Quảng Châu cho em. Sóc bò của hàng Quảng Châu. Lấy chị một cái áo crop top. Cái này không có cái mã cổ vuông.
Còn quần này thì gọi là hết nước chấm luôn. Cái dây lưng của nó, cái chất da nó đẹp lắm đấy. Quần sóc bò đẹp cho em đó chị này. Chị mặc 27 đến 28. Ừ, chị mặc 27. 55 57. Chắc đến tầm 57 cân đổ về. 40 cân đến tầm 57 cân đổ về. Các chị chốt mã quần này cho em. Form này là form vừa. Các chị leo lên mã này cho em là quần Q103 nhá các chị yêu nhá. Q103 và cộng theo số điện thoại cho các chị lên đơn. Quần sóc bò Hà Quảng Châu cao cấp ạ. Lấy chị cái quần mẫu đấy em ơi. Đây. Siêu xinh luôn, hàng VIP các chị yêu nhá. Quần này bao nhiêu tiền chị cũng báo giá nhỉ? 269.000 đồng, quá rẻ luôn. Rồi các chị đang mua quần này hơn 400.000 nhá. Có dây lưng da, dây lưng da xịn các chị mình luôn này. Mã hàng chị là mã Q gì ạ? Q103. Kèm theo số điện thoại cho em mình lên đơn. Mã này chỉ là 269.000 đồng một quần cho em quần bò sóc bò khói. Quần sóc bò khói cho em 269.000 một quần ạ. Các chị lên mã sản phẩm cộng theo số điện thoại cho các chị chốt đơn hàng. Xinh ơi là xinh luôn, nhưng không đến tầm 57 cân nhé, 57, 58 cân là ok này. Trên 42 cân, 42 cân đến tầm 57, 58 cân là các chị mình chốt đơn hàng. Để chạm quần VIP cho em. Giá các chị vẫn đang mua bên ngoài trên 400.000 một quần này đấy. Em tặng các chị mức giá là 269.000 đồng một quần. Đấy, toàn bộ hàng quần cao cấp các chị nhìn qua từ tem túi mác của nó các chị biết chất lượng rồi ạ. Từ đầu giờ chưa lên mã quần bò khói nào nhỉ? Đây, bò khói đây. Khói dài thì hộp cũng được. Đó, form dáng nó đẹp lắm các chị ạ. Mã quần Q dạ, Q103. Hôm nay được fan cứng chắc là được chốt đơn rồi, vui quá. Chị không để lại số điện thoại à, chị Quyên Nguyễn ơi. Đây lên mã Q103 này cho em này. Xinh lắm luôn ấy, quần sóc bò. Bò của nó mềm lắm chị ơi, quần bò mềm lắm. Q103 comment mã hàng cũng là số điện thoại cho là các chị chốt đơn. 100 à quên, mã này là 269.000. 269.000 đồng mã quần này, các chị comment mã sản phẩm cộng số điện thoại cho em. Đấy, chị Nguyễn Trang có, chị Lê Thị Yến có này. Chị có để lại số điện thoại đâu? Chị Quyên Nguyễn này. Bộ len có size các chị tầm 60 62 cân. 45 cân đến tầm 60 62 cân các chị mặc vừa bộ len. Em có size L, XL và 2XL. Đấy, quần này là các chị comment là Q103 cho em. Q103 kèm theo số điện thoại cho các chị chốt đơn hàng. Đấy, quần chất đẹp lắm các chị nhá, sóc bò cho em. Hàng VIP các chị này. 27 28. 26 27 28 à? Vâng. Ở trên con này không nhỏ đến tầm 57 cân, 57 58 cân. Đến tầm 57 58 cân là tùy chiều cao các chị nhá. Chị Hương Trần này 54 cân ok. Chị Vũ Huệ lên số điện thoại chị ơi. Chị Hằng Lý ok này, đá 250. 250 này em chưa dám nhận đơn tại vì em chưa biết là có còn hàng hay không ấy. Đấy, mã này là mã Q103, cộng số điện thoại cho em ạ. Là các chị mình lên đơn thành công. Đưa chị cái bộ đen kia xem nào. Từ từ, cái áo đá này đã. Đấy, bộ đen để từ từ đã. Mã áo đá này tiếp theo cho em. Mã đá này đá 332. Được chưa? Đá 332 và kèm số điện thoại ạ. Đá thổ cho em này. Đá 332 và cách số điện thoại cho các chị chốt đơn nhé. Xinh ơi là xinh luôn ạ. Đá 332 các chị lên đơn hàng. Đủ size ML, XL. Áo này đủ size ML, XL. Các chị lên mã lên đơn cộng theo số điện thoại cho các chị chốt đơn hàng. Áo đá này là 195.000 nhé các chị nhé. Chị Hương Trần Q103 có này. Mã này các chị coi là đá 332 à. Mình có địa chỉ cũ rồi ok à. Chị Vũ Huệ này. Áo vàng đang mặc các chị Sushi. Áo vàng đang mặc là mã gì nhỉ? Em còn quên chưa lên mã D6. Em còn quên chưa lên mã. Mã bao nhiêu? D6. Áo vàng vừa mặc xong là D6. Chị nhắc comment mã hàng giúp em. Tóc dài bơ phở này.
em mặc là mã đá 332 đấy các chị ơi. Đá 332 cộng số điện thoại cho em là 195.000. Size các chị dưới 65 cân đổ về. Ok chị ạ, size các chị mình dưới 65 cân đổ về em chốt đơn. Đó, các chị lên mã sản phẩm cộng với số điện thoại cho em là về có đơn hàng này. Thoải mái luôn, đá thổ cho em. Dưới 65 cân em nhận đơn nhá, 45 cân đến 65 cân. Mã là 195.000 là đá 332. Đá 332 và kèm số điện thoại ạ. Chị Khuyên Bùi đá 366 ok. Không nghỉ thôi nhỉ. Em nghỉ đây, mai em lên tiếp nhá các chị nhá. Mai lên thế thôi. Bác nào chốt mã này, mã này các chị lên đơn hàng ạ. Đấy nhá. Bác nào chốt mã này lên đơn hàng cho em ạ, đá 332 cộng số điện thoại ạ. 195.000 một áo. Comment ẩn quá, chị Xuân Quang, Hường Trần có này. Chị Nguyễn Trang tám đặng ok, chất xuống lắm chị ạ. Cái hàng này các bác toàn mua hơn 300.000 một cái đấy. Các bác mua mã này bên ngoại trường toàn trên 300.000. Đấy, dòng á thổ hàng Quảng Châu các chị ý qua tem mác của nó, các chị biết dòng hai mác vàng các chị này. Dòng tem hai mác vàng cho em, các chị đang mua ngoài giá rất là cao luôn. Em tặng các chị 195.000. Giá thị trường vẫn trên 300.000 một cái, rẻ tầm 320. Rẻ về tầm 320.000. Em tặng các chị trên line như là 195.000. Tặng mến này, quần bò này các chị có vẻ sóc bò, sóc mã, sóc 103 đúng không? Sóc 103 của số điện thoại cho em. Ok nhận sóc 103 của số điện thoại cho em là 269.000. Sóc 103 là 269. Tiếp theo áo phông các chị này. Áo phông mã này các chị có vẻ là mã D8. D7. Tiếp theo mã. Hả? Ừ, mã này mã D7 cho em không rộng nhé chị nhé. Không rộng cho em hàng 19. Hàng 1985. Ok chị ạ, không rộng cho em các chị này. Lên mã lên đơn và kèm số điện thoại. Con này mặc cái sóc bò là đẹp này. Kể cho em. Đây, sóc bò kể cho em. Các chị ôi cái màu đẹp quá các chị này. Ok chị ạ, cái màu đẹp xuất sắc luôn. Mã hàng chỉ là mã D7 nhá. Thoải mái các chị từ 45, 44, 45 cân đến 65 cân đổ về. Thoải mái không ra các chị dưới 65 cân đổ về. Chữ theo cho em hàng cốt tông xịn cho em. Để chặn cốt tông tàu xịn hàng Quảng Châu cho em ạ. Em tặng các chị nốt là 110.000 một áo ở trên live stream của em. Mã này các chị comment cho em là mã D7 ạ. D7 kẹt số điện thoại. Ôi dồi ôi các chị ơi, cái màu này chữ theo cho em. Đó, mã này các chị mặc quần sóc bò là hợp lý luôn. Ok chị ạ, sóc bò cho là hợp lý. Mã hàng cho là mã D7 và cộng theo số điện thoại cho là các chị chốt đơn hàng 110.000 một áo luôn. Ok chưa ạ? Đấy, cố gắng lên các bác thêm 1-2 mã nữa để em để cho các bác lấy dồn đơn hàng luôn nhá. Nguyễn Hảo Phạm Mến ạ, Sushi có này. Bộ lanh màu xanh comment đúng mã hộ em với chị Võ Thanh Mai ơi. Mã này cho là mã D7 đi. Loan Trần ạ, Thân Thị Hường ok, màu đẹp nhỉ. Đấy chưa? Màu ở trong nó trẻ trung. Đấy, màu ở trong trẻ trung luôn. Mã hàng sẽ là mã D7 chị yêu nhá. D7 và kèm theo số điện thoại cho là mình lên đơn 110.000 một áo. 110.000 một áo. Nguyễn Thanh ok, em chốt đơn hàng. Đâu đâu đâu, chị xem lại nào. Ờ đúng rồi. Rồi D7 hai cái ok chị Hường này, chị Nguyễn Thanh ok em chốt đơn. Đâu một kẻ nhỏ đâu nhỉ? Đưa chị một mã kẻ nhỏ luôn đi. Xinh ơi là xinh, thì form này form vừa chị ạ, form vừa. Ai mặc được dưới 65 con lẽ chốt đơn hàng. Chị ạ, cứ dưới 65 cái này các chị mặc với lại sóc bò rồi là đi với giày thể thao ấy. Các mặc cũng không rộng rộng cho em, thoải mái lắm các chị ạ, màu nó đẹp như thế này. Mã này có 110.000 nữa các bác mình chốt đơn luôn nhá. Mã D7 cho em. Tiếp theo ạ, mã trên là mã D8 này, kẻ nhỏ. Cũng hàng 1985, mẫu này kẻ nhỏ cho em. Kẻ nhỏ trơn cho em như này, các chị nhá, nó sẽ không hình. Mã trên là mã D8 ạ. Không kẻ mã D8. Ô
ok chị ạ, không kể để mã D8 cho em này. Kể, kể kiểu kiểu như này. Nó cho được kiểu kẻ nào lấy kiểu đấy cho em. Được kẻ nào lấy kẻ đấy cho em. Mã này em tặng các chị là 105.000 một áo. Ờ, bán nốt 105.000. Được kẻ nào lấy kẻ đấy nhá. 105.000 các chị lấy kèm đơn hàng. Dưới 65 cân em chốt đơn. Ok chị ạ, dưới 65 cân đổ với em chốt đơn hàng. Mã sản phẩm cho là mã D8 ạ, kèm theo số điện thoại cho là mình lên đơn. Ok chưa? Kẻ rất là xinh luôn các chị này. Lên comment đúng mã hàng cho em các chị chốt đơn nhá. Đúng mã hàng cho mình chốt đơn chất cốt tông tàu cho em. Rất là mát luôn. Đó, chất cốt tông tàu rất là mát luôn. Mẫu kẻ cho em mã này là 105.000 một áo. 105.000 mã hàng cho là mã D8 ạ. D8 chị ơi, D8 cho em. Mát lạnh luôn đấy cái chất này. Được chưa? Sờ chất tông sướng. Hàng cổ phong 1985 cho em. Cái chất này chất cốt tông tàu các chị mặc siêu mát luôn đấy. Lên mã sản phẩm là D8 và cộng theo số điện thoại cho là các chị chốt đơn nha. Em không nhìn thấy comment luôn. Đây thử các chị xem cái kẻ này luôn này. Nói chung là hai màu kẻ, kẻ nào cũng đẹp. Nó có kẻ kiểu nâu nâu với kẻ xanh xanh. Đây, các chị này mặc cái quần sóc bò thì gọi là quá là hợp lý luôn. Đây mã D8 cho em, 105.000 một áo. Đỉnh của chóp luôn này, chị Hương Trần hai cái này. Đây ạ, à, D8 cho em, mặc kiểu nào cũng đẹp. Thì chị ạ, mặc kiểu nào cũng đẹp luôn. Lên mã, lên đơn và cộng ra số điện thoại cho các chị chốt đơn hàng. Đấy, mã này cho là 105.000 một cái luôn. Ok chưa? Rồi, các chị ơi, tiếp theo cho em nhá. Một màu nữa đi. Mã D9 cho em sẽ lên từng màu một các chị mình dễ. Tại vì là cái kẻ này rất là nhiều kẻ. Chị Thu Thủy, ok, Thúy Dương Thị chốt đơn dồn này. Tiếp mã này cho là mã D... D9 nhá. Ok chị ạ, nốt mã này cho là mã D9 này. Bộ để mai em thay chủ em lên buổi trưa một lúc đi. Đây bộ D9 cho em. D9 kèm số điện thoại. Mã này là 110.000 một áo. Ok chị ạ, 110.000, hàng chữ theo cho em. Hàng chữ theo, 110.000 dưới 65 cân em chốt đơn nhé chị nhá. 40 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng. Mã hàng sẽ là mã D10, à D9. Này, cái con ba bỏ đó kìa. Một rưỡi cả. Ôi chết rồi. Em thề luôn sau nay em khỏe vậy. 11 rưỡi rồi. Tưởng là bây giờ mới tập khoảng 11 giờ kém thôi. Thôi em nghỉ nhá. Mã này D9 cho em. Các chị lên luôn mã này kèm đơn hàng đi. Con này kẻ xinh này. Con này kẻ to cho em. Được chưa? Lên mã sản phẩm cho em là D9 cộng số điện thoại cho em. 110.000 một áo nốt cho các chị mình. Đấy, cuối live stream khóa đuôi luôn mã này luôn. 110.000 một áo. Mã D9 cho em. Ok chị Triệu Thị An, Thúy Dương Thị có, chị Minh Nguyệt, Loan Trần, ok em chốt đơn hàng. Mã sản phẩm cho là D9. Mặc thoải mái lắm các chị ạ. À? Chất nó đẹp. Đấy các chị sờ, các chị về các chị bảo ui giời sao áo hơn 100.000 mà sao nó đẹp thế này. Ok chị ạ, à? Các chị vẫn đang mua hàng 180-200.000 một cái giá thị trường đấy. Những cái hàng của nó hàng kiểu kẻ kẻ này này. Mặc trông nó rất là trẻ trung luôn. Nhá, thôi em nghỉ đây. Muộn quá cho nhân viên còn nghỉ, mai các bạn lại không đến làm được thì chết. Thôi em ơi, ở đây về để về làm gì? Dạ? Ở đây đi về làm gì? Ở đây ngủ với chị? Không mà. Mà con về em, con bốn nhà em nó cũng ngủ rồi mà. Đây sang ngủ với chị Huyền nhỉ? Trực qua nhà được. Em chào các chị nhá. Chúc các chị ngủ ngon. Ngày mai nhớ ngay điện thoại chốt đơn nhá.